Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Hàn Quốc của tác giả Dương Hành Triệt do Thúy Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 6. Âm quan. Từ rất xa xưa, trên vùng núi giá lạnh phương Bắc, có một con cáo rất đẹp, bộ lông óng mượt, bóng bẩy như ánh trăng, chiếc đuôi bông xù dùng để tích trữ dương khí. Cứ 100 năm, khi dương khí đã đủ, Chiếc đuôi lại tách ra, mọc thêm đuôi mới. Cho đến nghìn năm sau, liền biến thành cáo chín đuôi. Cáo chín đuôi bản tính hiền lành, tu luyện trong rừng sâu, người trần ít ai biết đến. Rừng sâu quanh năm tuyết phủ, trời lạnh đất hàn, thường xuyên có người tìm ngọc gặp nạn. Cáo chín đuôi cảm nhận được có người qua đời, sẽ tìm đến trước xác chết, cầu nguyện cho người hái ngọc luân hồi chuyển thế, hóa giải lệ khí trong núi. Lâu dần có người lợi dụng điều này, cố tình giả dạng người đi tìm ngọc, vờ ngã ngất ở nơi cáo chín đuôi thường xuyên xuất hiện, sau đó lừa phỉnh, giết sạch bộ lạc cáo, ăn tim gan, lột lấy da cáo đem tiến công. Một, tôi nín thở, đi giữa đội ngũ theo thói quen, như vậy trước sau đều được tiếp ứng, trừ phi có thứ gì đó không có mắt từ dưới sàn nhà chui lên hoặc từ trên trần nhà lao xuống. Vừa nghĩ đến đó, mắt tôi đã láo lên nhìn lên nhìn xuống trên trần nhà, cứ cách 10 mét lại treo một chiếc đèn, dưới sàn là vết chân dính máu do con rối bệnh vừa nãy lưu lại. Con rối bệnh giống như một người máy nhỏ, khớp xương cứng nhắc, men theo hành lang đi lên cầu thang. Tất cả những người lưu trú trong công ty đều đã được triệu tập đến phòng diễn tập, không phải lo lắng có người xuất hiện gây phiền phức. Năm người chúng tôi, dù gặp phải mười mấy người cũng không phải là đối thủ, chúng tôi chỉ lo lắng đụng đầu những thứ không phải là người con rối bệnh hoàn toàn không để mắt đến chúng tôi, vừa ê a à trong miệng, vừa leo lên cầu thang. Tuy biết rằng nó là con rối bệnh, nhưng trông nó chân thực quá, nhìn từ xa, trong y hệt đứa trẻ sơ sinh, lại thêm màn đâm thủng bụng chui ra ban nãy nên trong lòng tôi cứ thấy trờn trờn, cảm giác kiểu gì cũng có chuyện sắp xảy ra. Leo lên cầu thang bổ, đến tầng 13, con rối bệnh liền tăng tốc, ngất ngưỡng đi thêm vài bước rồi đổ vật xuống đất. Tay chân kết hợp bỏ đi thoăn thoát đến cuối hành lang. Rõ ràng là khi Nguyệt Bính đội lốt giáo viên vũ đảo, nó đã điều tra kỳ lưỡng tầng này. Nó thành thạo bật đèn cầu thang, cả đám rừng khựng lại không bước tiếp nữa. Sukino và Eutechhe khó chịu nhìn vào con rối bệnh. Sao thế, tôi lấy làm lạ. Đây là tầng chuyên dùng để tiếp khách. Nguyệt Bính nhìn hai cô gái, trông mặt nó hơi ngường ngường. Trong giới giải trí Hàn Quốc có rất nhiều ngôi sao nữ bị dính vào quy tắc ngầm. Chắc anh đã nghe những tin tức kiểu này rồi chứ? Anh bí. Kuroba nói thẳng thừng, tất cả các phòng trên tầng này đều được thiết kế giống như khách sạn tình dục, còn chuẩn bị sẵn sàng các thể loại thuốc kích dục và đồ chơi trợ hứng. Nghe vậy, tôi mới vỡ lẽ, thảo nào Sukino và Yutek He lại có thái độ hàn học đến vậy. Là cô gái nào cũng có phản ứng như thế cả thôi. Vừa nghĩ đến đấy, đã thấy con rối bệnh bò đến dưới một tấm ảnh lớn chụp một nhóm nhạc nữ treo ở cuối hành lang, đưa ngón tay bấm vào vách tường, leo lên bức ảnh, dụi đầu vào ngực của từng cô gái. Tôi còn nhớ MV thành danh của nhóm nhạc nữ này, rất hài hước và tràn đầy tinh thần lạc quan. Nhưng trong bức ảnh, ai nấy ăn mặc hở hang, bày ra tư thế vô cùng gợi cảm. Vừa ngắm được chốc lát, đã bị máu trên cơ thể con rối bệnh bôi bẩn lem nhem, quả là đáng tiếc động tác của con dối bệnh mỗi lúc một thô tục Sukino kino đỏ bừng mặt tay nắm chặt con dao giấy yêu hè không nhẫn nhịn nổi nữa rút lục lạc ra rung thật mạnh con dối nghe tiếng lục lạc ngoảnh sang kêu oe lên một tiếng nhưng động tác càng phóng túng hơn yêu hè có vẻ sửng sốt bèn vừa lắc lục lạc vừa niệm chú rồi phóng ra một mũi đinh nhọn hoắt màu xanh dỉ đồng đâm xuyên qua cổ con dối con dối rụa mấy cái rồi rơi xuống, hai tay còn kịp móc vào bộ ngực của cô gái trong ảnh, xé toang một mảng giấy lớn. Tấm ảnh bị xé rách rũ lệch xuống, để lộ bức tường bên trong màu đồng thau, do đứng hơi xa nên chúng tôi nhìn không rõ lắm, chỉ thấy lờ mờ có hoa văn khắc chạm ngoằn ngoèo. Từ lỗ thủng trên cổ con rối bệnh phun ra một đám khói xanh, bảng lảng trước mảng hoa văn, rồi vụt một cái bị hút hết vào trong đó. Nguyệt Bính chạy vụt lại, gỡ tấm ảnh xuống, để lộ ra vô số hoa văn bằng kim loại to cỡ món tay đan sen ngang dọc, ánh đèn chiếu vào, hát ra ánh sáng màu xanh thẫm, trong kẽ hở bám đầy dỉ đồng loang lổ. Nguyệt Bính gõ nhẹ vào vách tường, phát ra những tiếng bộc bộc rất vang. Là bức tường rỗng. Đây là thứ kim loại gì vậy? Kuroba quan sát một lát, cầm dao định cạo một ít kim loại ra xem. Tôi vội ngăn hắn lại, cẩn thận, kẻo có cạm bẫy làm sao anh biết có cạm bẫy? Kuroba miệng nói vậy, nhưng vẫn thu dao lại. Tôi moi một ít gì đồng, đưa lên lưỡi nếm thử, thấy chua chua cay cay, nguyệt bính, chúng ta phát tài rồi. Đồng xanh, nguyệt bính cũng vê một ít gì đồng đưa lên mũi người. Tôi sờ vào những hoa văn, cảm thấy thô giáp dưới những đầu ngón tay. Kiểu gì tôi cũng không ngờ được, trong một tòa kiến trúc hiện đại thế này lại có một bức tường bằng đồng xanh mấy nghìn năm tuổi. Ba người đang làm gì vậy? Sukino đúng cách chúng tôi khoảng ba bốn mét hỏi vọng lại. Yêu tích he có vẻ sốt ruột. Đúng thật là, tranh thì không chịu xem. Lại ở đây sờ lần mấy mảnh kim loại. Đâu, Nguyệt Bính ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tường. Tôi cũng đưa mắt nhìn quanh, nào thấy tranh ảnh gì? Đám hoa văn này là sáu bức tranh. Sukino đưa tay đẩy cặp kính trên sông mũi. Các anh không nhìn thấy sao? Tôi lùi đến bên Sukino, Nhìn kỹ bức tường đồng xanh, vẫn chỉ là một mớ hoa văn rối ngùi, nào thấy tranh gì. Tôi nhìn thấy rồi, Kuroba mỉm cười. Anh Nguyệt Bính, anh Bí, trình của các anh chưa đủ đâu. Nguyệt Bính đưa tay chỉ, con gái tất nhiên sẽ nhìn thấy nhanh hơn con trai. Bí ngô, hãy để ánh nhìn dàn trải rộng ra, đừng tập trung vào một chỗ. Anh nói vậy nghĩa là sao? Kuroba giận dữ. Chả có ý gì cả. Nguyệt Bính đùng đỉnh tiến lên, tôi tranh thủ lúc hai người đang cãi vã thả lỏng ánh mắt khiến tầm nhìn trở nên dàn trải. Đám hoa văn lúc mờ lúc tỏ dần dần hình thành sáu bức vẽ lạ kỳ. Chẳng phải là trận pháp, thuật số gì mà do sự khác biệt về đặc trưng thị giác giữa nam và nữ tạo ra. Sukino và Yutech He nhìn thấy trước bức tranh do đám hoa văn tạo thành cũng không có gì lạ. Hai. Bút pháp của sáu bức tranh cổ kính giản dị, hàm ý sâu xa, có thể thấy họa sĩ rất tài tình, chỉ vài nét vẽ, hình ý đã hiện lên sống động. Nếu không đoán nhầm, trình tự của bức tranh là từ phải sang trái. Bức tranh thứ nhất về một nam giới thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm ngồi trên đài cao của cung điện, quan viên chia thành hai hàng, giữa điện có một người con gái xinh đẹp đang quỳ, phía sau là một con cáo đang đứng. Một viên quan tay cầm dao găm Mắt trợn trừng nhìn con cáo. Bức tranh thứ hai về một người đàn ông tướng mạo uy nghiêm đang ôm một con cáo ngồi trên giường vui cười, trước giường có mấy người con gái lỏa thể đang quỳ run rẩy. Viên quan cầm dao kia bưng một mâm gỗ, bên trên đựng miếng thịt, con dao rơi dưới đất, lá gan của ông ta bị rạch một vết rất sâu từ trên xuống dưới. Nhìn đến đây, tôi bỗng nhớ tới một sự tích xa xưa. Tôi lần lượt sâu chuỗi bốn bức tranh còn lại, người đàn ông đứng trong đống củi đầy châu báu, dơ cao mọn đuốc, sắc mặt đau thương kinh sợ. Con cáo níu tay áo của ông ta, đang khóc lóc. Bên ngoài tường, vô số binh sĩ lăm lăm binh khí, như trực phá cửa sông vào. Con cáo bị trói giật cánh khủyểu giữa chợ, dân chúng vây kín xung quanh, ai nấy phẫn nộ sục sôi. Hai gã đào phủ vung lưỡi đao đầu quỷ, sắp sửa chém xuống. Người đàn ông vác theo xác cáo, tay sách đầu cáo, Đi ra khỏi chợ. Tại chỗ ngoặt trên đường phố, có một ông lão thò đầu ra, trông như đang suy tính điều gì. Bức tranh cuối cùng về một người đàn ông trung niên dẫn theo đám người già yếu, bệnh tật đi trong gió tuyết. Những người đàn bà đều mặc váy dài rộng, thắt lưng cao ngang ngực, con cáo đi lẫn giữa đám đàn bà, nhìn từ xa như một dãy núi kéo dài không dứt. Trong rừng cây bên cạnh có mấy người đang lén lút nhìn theo. Bí ngô mày kể cho Kino và sohe nghe câu chuyện này đi hẳn nguyệt bính cũng đã nhớ ra điển tích ẩn chứa trong mấy bức tranh nhưng nó cố tình cho tôi cơ hội thể hiện tôi hắng giọng bày sẵn tư thế vừa định kể câu chuyện trụ vương và đát kỷ trong phong thần bảng thì Kino chợt hỏi anh bí chẳng phải đây chính là điển cố trong phong thần bảng sao hồ ly tinh đát Kỳ đã mê hoặc tay đao phủ trước cổng chợ không ai giết nổi cô ta cuối cùng khương tử nha bịt mắt dùng phi đao hổ lô mới chém được đầu à? yêu tech he tiếp lời có ít nhiều sai lệch đấy tôi cố vớt vát bức tranh thứ năm và thứ sáu trong sách không có ghi chép vậy anh kể đi xem nào yêu tech he hào hứng rục rã chắc chắn có liên quan tới cáo chín đuôi tôi đỏ mặt tôi cũng không rõ lắm bí ngô mày còn nhớ truyền thuyết về nguồn gốc của người triều tiên không Nguyệt Bính đưa tay trà sát lên bức tường đồng xanh. Đúng vậy, truyền thuyết kể rằng, sau khi Chu Vũ Vương diệt nhà thương, chú của trụ vương là cơ tử dẫn theo 5.000 dân nhà thương di cư đến bán đảo Triều Tiên, liên hợp với cư dân ở đó, xây dựng nên hầu quốc họ cơ, tuân theo chế độ lễ nghi của nhà thương, được Triều Chu thừa nhận là nước chư hầu, còn được gọi là Triều Tiên cơ tử. Tất nhiên, thật khó để coi truyền thuyết thần thoại là lịch sử chân thực những bức tường đồng xanh kia đúng là rất cổ xưa, tranh vẽ cũng không phải là được phục dựng. Tôi bắt đầu suy nghĩ để sắp xếp lại các dòng mạch. Trụ vương nhà thương tấn công bộ lạc họ Tô, thủ lĩnh họ Tô vì muốn tìm đường sống nên đã dâng con gái Tô Đát Kỳ vào cung làm phi tử. Đát Kỳ kiều diễm vô song, bản tính dâm đãng khiến trụ vương ngày đêm hoang dâm, tính khí ngày càng tàn bạo. Các trung thần như tỷ can hết lời khuyên can trụ vương phế bỏ Đát Kỳ nhưng trụ vương sớm bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tất nhiên không buồn đếm xỉa. Đát kỳ biết chuyện, vô cùng giận dữ, đã bày ra đủ loại cực hình man dợ để trừng phạt những người đối đầu. À, còn xúi dục trụ vương mổ bụng tỷ can ra xem, có thực trái tim ông có bảy cái lỗ hay không? Thế nhưng trong bức tranh này, tỷ can lại bị moi gan. lẽ nào thuyết tỷ can bị moi tim chỉ là để che giấu việc Đát kỳ là một con hồ ly tinh? Sau này, khi chu vũ vương tiêu diệt bảo chúa trụ vương, đã bắt đát kỳ xử tử giữa chợ. Nhưng đát kỳ vẫn có thể dùng nhan sắc mê hoặc đao phủ, không ai có thể hạ thù. Ngay cả nhị lang thần dương tiễn, na cha cũng bó tay. Cuối cùng, vẫn là lão thần Khương Tử Nha gần 90 tuổi đích thân ra tay, mới giải quyết được hậu hoạn. Còn nhớ hồi tôi học cấp 3, đọc đến đoạn này còn nghĩ, đó là do Khương Tử Nha già quá rồi, không còn dục vọng nam nữ nữa, nếu không thì cũng phải bó tay. Nhưng theo như bức tranh này, Đát Kỷ không chết, mà đã được chú của trụ vương là cơ tử cứu sống, bí mật đưa đến Triều Tiên. Triều Thương sùng bái vu thuật, cơ tử gìn giữ văn hóa của nhà Thương, tất nhiên cũng sùng bái thuật vu cổ, có lẽ đây chính là cội nguồn của thuật sa man. So he, cô cởi áo ra tôi xem, tôi muốn xác nhận thật chắc chắn. Yêu tết he trợn tròn mắt, anh nói cái gì vậy? Sukino đưa thân lên bưng miệng, ánh mắt nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, giận dữ, bí ngô, xin hãy cẩn thận lời nói. Ồ, không thèm gọi tôi là anh bí nữa rồi đấy. Kuroba cũng tỏ ra rất bất mãn, lừ lừ tiến lại, đứng thừng thững chặn giữa tôi và yêu tích he. Nguyệt Bính đứng sau Kuroba, nói, so he, bí ngô không có ý gì đâu, tại nó cuốn quá chưa nói rõ thôi. Cô cởi áo khoác ra, nó muốn xem những hoa văn thêu trên áo trong của cô. Yêu tách hè vốn là người phong khoáng, nghe vậy thì cởi luôn áo khoác ra, đây. Tôi đi quanh yêu tách hè quan sát, thân hình yêu tách hè không chuẩn như Sukino, nhưng rất tự nhiên, tuy thoạt trông hơi gầy gò, nhưng giờ chỉ mặc chiếc áo bó, tôi mới nhận ra người cô rất tròn trịa và mềm mại. Có thấy gì không? Sukino có vẻ sốt ruột. Bí ngô, có phát hiện ra điều gì không? Nguyệt Bính thỏ đầu ra từ sau lưng Kuroba. Tôi vội ngẩng đầu lên, gì cơ? Ồ, có, có mấy cái hoa văn, trông rất lạ. Hơi, hơi giống. Trong lúc gấp gáp, tôi không nghĩ ra được từ nào, lại càng thêm bối rối. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy trên cái bụng phẳng lì của Utec He có một ký hiệu rất quen, thì vội vàng cúi xuống nhìn cho kỹ. Rõ ràng là quen lắm, nhưng tôi nhất thời không thể nhớ ra được. Rốt cuộc tôi đã gặp ở đâu nhỉ? Ký hiệu đó có nghĩa là gì? Tôi vô thức đưa món tay ra, định tô lại theo ký hiệu đó. Bỗng nhiên, một lực đạo rất lớn đập đánh huyệt vào vai trái. Cả cơ thể tôi bay vụt đi như diều đứt dây, dáng thẳng cánh vào bức tường đồng xanh. Nửa mặt trái đau rát, kiểu gì cũng bầm dập mất rồi. Tôi ôm mặt, trợn mắt nhìn lên, thấy Kuroba vừa thu chân về thằng dê sồm nam hiểu lâu kia. Định lợi dụng đấy hả? À? Trước mắt tôi vẫn bay loạn hoa cà cả hoa cải, xen lẫn với hàng tá ký hiệu lạ kỳ như vừa bung ra khỏi ký ức. Tôi nhìn lên trần nhà, thình lình nhớ ra hàm nghĩa của ký hiệu kia. Tôi sung sướng quá đỗi, quên cả đau đớn, vội vùng đứng dậy, ham hở chạy lao đến trước mặt yêu Tech he. Chắc thấy bản mặt tôi phấn khích quá, yêu tích he phát khiếp, lùi lại phía sau Sukino. Đây là chữ giáp cốt. Tôi dựa vào chi nhớ, đưa ngón tay vẽ xuống sàn nhà, Nguyệt Bính, xem này. Trên bụng của so he có chữ vũ, là mưa, mày còn nhớ thầy giáo dạy văn tự cổ đã từng dạy chúng ta không? Nguyệt Bính lắc đầu quẩy quẩy, nhưng tôi không có thời gian để giải thích, Nguyệt Bính, điện thoại đâu? So he, lại đây. Tôi phấn chấn cầm điện thoại di động chụp từng văn tự giáp cốt trên áo của yêu tích he, không bỏ sót chỗ nào tổng cộng có 16 chữ. Tôi đọc được 7 chữ, 9 chữ còn lại suy đoán, cuối cùng cũng nhận được mặt chữ. Đồng chi tiêu lai hề hải vũ trí hồ sinh trưởng quy thuật sơn vu đại. 16 chữ này chắc chắn là có ý nghĩa, nếu như biết sắp xếp chính xác, tôi vắt óc suy nghĩ, có thể là một địa danh, cũng có thể là một lời gợi ý. Sukino ngượng nghịu nói, anh bí, tôi trách nhầm anh rồi he gật gù, anh giỏi thật đấy. Nguyệt Bính, đầu óc mày làm sao vậy? Kuroba, hừ, ừm. Tôi càng thêm phân chấn, mỗi chúng ta hãy tự sắp xếp những con chữ này thành một tổ hợp theo suy đoán của mỗi người, không ai được trao đổi với ai. Tranh thủ thời gian đi nào. Sukiyo, he nghiêm túc ngồi sắp xếp chữ. Kuroba không nhúc nhích, tôi thất vọng nhìn hắn. Kuro có vẻ cuống, hai tay vặn vẹo mấy cái. Kín đáo liếc nhìn yêu tích He rồi lần đầu tiên, tôi thấy hắn ấp úng thì thào, anh bí. Thực ra thì, tôi không thích học cho lắm, tôi chẳng hiểu gì về chữ hán cả. Nhưng anh đừng nói với ai nhé. Tôi thầm nghĩ, tay Kuroba thường ngày nóng này nhân nháo, nhưng dù sao cũng được cái thật thà. Thế là tôi cũng không để bụng cu đá ban nãy nữa. Nghĩ lại, nếu đổi lại là Kuroba sờ soạng vào bụng Sukino, chắc tôi đã cho hắn một dao rồi. Đưa điện thoại cho tôi, tôi nhập mấy chữ này vào tìm kiếm xem sao. Điện thoại của Nguyệt Bính đã đưa cho tôi. Nó tiện tay lấy luôn điện thoại của Kuroba. Ai đi canh cầu thang nào? Thêm hay bớt một người không quan trọng. Để tôi, Kuroba như chết đuối vớ được cọc. Sukino, Yutech He ngồi dựa tường, ngón tay trượt lia lịa trên màn hình điện thoại, tập trung sắp xếp 16 con chữ. Tôi đang định tập trung tinh thần xếp chữ bỗng nhận được tin nhắn của kuroba điện thoại của hắn đang trong tay nguyệt bính chắc chắn là do nguyệt bính gửi cho tôi hồ quy lai hề đồng chí đại hải trường sinh chi thuật tiêu Vu vụ sơn bí ngô vừa nhìn thấy mấy con chữ này tao đã nghĩ ra rồi mày mau thể hiện với sukino đi chứ tao chỉ giúp mày được thế thôi ngẩng mặt nhìn lên nguyệt bính đang cố tình trao mày ra vẻ suy nghĩ khó thật đấy mày đã nghĩ ra chưa, bí ngô? Tôi cảm kích quá đỗi, đưa mắt nhìn Kuroba đang đứng lủi lũi trước cầu thang, rồi cố tình cao giọng nói, Kuroba đúng là dị thật đấy. Sao cơ, Kuroba vội nhìn lại quần áo, ngơ ngác hỏi. Thằng cha này rõ ràng đã sắp xếp xong rồi, lại vờ như không biết. Tôi giơ điện thoại lên, cố tình đưa ngón tay che mất nửa câu sau của Nguyệt Bính. Kuroba há hốc miệng, đứng đờ ra quen Kuroba đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy hắn có biểu cảm khoa trương thế này. Nguyệt Bính vừa lướt ngón tay như gió trên điện thoại, vừa hùa theo, ừ, không mượn điện thoại của anh thì đúng là tôi chịu, không thể nghĩ ra. Anh khiêm tốn thật. Tôi đọc to câu Nguyệt Bính vừa sắp xếp, yêu tách hè lập tức hiểu ra, chạy vụt lại níu tay Kuroba, Kuroba, anh giói thật đấy, tôi thì nghĩ mãi không ra. Mặt Kuroba đỏ tưng bừng lúng túng không biết đối đáp với yêu tích he ra sao. Sukino nháy mắt với tôi, so he, thầy âm dương chúng tôi xuất sắc lắm đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Yêu tích he tươi cười hỏi. Một câu hỏi khiến chúng tôi im bặt. Ba, bà nãy chỉ chăm chú với việc giải mã dòng cổ tử, không ai nghĩ đến việc giải mã xong sẽ phải làm gì. Hàm nghĩa của câu này đại khái là hồ ly, đắt kỳ. Quay về, đi tới phía đông đến biển lớn, Triều Tiên Cổ, phương thuật trường sinh biến mất ở Vũ Sơn. Vũ Sơn nằm ở đâu? Năm người chúng tôi lần lượt dùng tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn để đọc câu mật ngữ này trước bức tường đồng xanh. Yêu Tết He còn nói bằng cả phương ngữ Đông Bắc, nhưng đều không thấy có phản ứng gì. Tôi bực bội tung chân đá vào bức tường một cái. Chỉ ít phải dày đến hai thước, thuốc nổ chưa chắc đã làm được gì. Nguyệt Bính gãi mũi, nhờ mắt ghé sát vào đám hoa văn quan sát. Bí ngô, lúc nãy mày bị đập vào bức tường đến rách cả mí mắt, đập vào chỗ nào vậy? Tôi lục lại chi nhớ, chỉ đại vào một chỗ, đúng bức tranh thứ năm, Nguyệt Bính nghi hoặc hỏi, mày chắc không? Sao không thấy có máu? Sao tao biết được, hay là bị hút mất rồi? Tôi vừa nói xong, Nguyệt Bính bỗng đờ người ra, tôi cũng lập tức bừng tỉnh. Ấn Độ, pháo đài cổ bang Gatford cỗ quan tài cổ bằng đồng xanh, hút móng. Một loạt các nhân tố được gắn kết với nhau, chân tướng đã bắt đầu lấp ló. Bỗng dưng, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi đã phát giác ra một điều, chúng tôi đến Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ rồi tới Hàn Quốc là đã bị người ta sắp đặt sẵn từ trước. Kẻ đó là ai? Lẽ nào là người đàn ông chưa từng lộ diện đã đặt tên cho chúng tôi? Nguyệt Bính rút ra một chiếc đinh gỗ đào đâm đâm chọc chọc trên bức tranh thứ năm bỗng bụp một tiếng mũi đinh đâm lút vào mắt của con cáo chấm tròn bằng đồng xanh vốn dĩ lồi ra bị ấn lõm hẳn vào lộ ra một cái lỗ tròn to bằng ngón tay nguyệt bính chọc vào mắt cáo trong một bức tranh khác cũng tụt vào thành một lỗ tròn đến cái lỗ thứ sáu hình như có thứ gì đó nhét ở bên trong nguyệt bính dùng mũi đinh gỗ đào gảy quanh mép cái lỗ khiến vật kia từ từ trồi ra là một ngón tay khô quát. Nguyệt Bính dùng khăn lót vào bàn tay, cầm lấy ngón tay đó, so he, đây có phải là vu thuật sa man không? Yêu tách he lắc đầu, Nguyệt Bính lại nhét ngón tay vào trong lỗ, rồi ghé mắt vào một cái lỗ tròn khác quan sát. Tôi vội vàng can, Nguyệt Bính, cẩn thận có cạm bẫy. Nguyệt Bính chưa kịp trả lời, đột nhiên, cả khuôn mặt nó dính chặt vào bức tường đồng xanh như miếng sắt bị nam châm hút, hai tay nó tỳ chặt vào tường gắng sức đẩy người ra. Tôi vội chụp lấy vai của Nguyệt Bính kéo giật lại. Kuroba vung kiếm samurai lao tới. Không sao, không sao, chọc mọi người tí thôi. Mọi người căng thẳng quá. Nguyệt Bính quay đầu lại cười nhăn nhở. Suýt chút nữa thì tôi túng tóc đập thẳng mặt nó vào bức tường. Kuroba không kịp thu thế. Lưỡi kiếm chém thẳng vào bức tường đồng xanh tóe lửa. Sáu cái lỗ này chính là then chốt. Nguyệt Bính nhổ đinh gỗ đào ra trong lỗ không có gì cả, tại sao lại có một ngón tay? Vậy thì phải hỏi chủ nhân của món tay đó. Tôi nói một câu nhạt tuệt. Tôi nhớ tới đã từng nghe Okawa Yuji kể một câu chuyện. Sukino giơ ngón trỏ lên, bộ phận trọng yếu nhất của thầy âm dương chính là ngón trỏ, khí trong cơ thể sẽ thoát ra qua đây. Thì ra thầy âm dương cũng thấu hiểu đạo lý này, người xưa nói rằng, ngón trỏ thông tim. Ngón trỏ là dương của người, là gốc của khí, thông với hai mạch tâm, khí. Khi hai tay dơ cao, vị trí của hai ngón trỏ vừa hay tạo thành một đường thẳng đến tim, phổi. Tâm trạng, sức khỏe, tính cách của con người đều sẽ thể hiện qua ngón trỏ. Ngón trỏ là một chiếc chìa khóa, Nguyệt Bính lùi lại vài bước, chỉ vào sáu cái lỗ tròn, bí ngô, hãy nhìn cho kỹ. Tôi cũng lùi lại mấy bước, và nhận ra bí mật của sáu cái lỗ sáu cái lỗ này được sắp xếp theo vị trí của sáu ngôi sao trong tròm nam đầu. Bắc đầu chủ tử, nam đầu chủ sinh, trong phong thủy cổ đại, những cơ quan bố trí theo nam đầu, tuyệt đối không có nguy hiểm. Nếu nhét ngón trỏ vào trong lỗ, liệu bức tường đồng xanh có mở ra không? Tôi nhớ có một loại cạm bẫy phải dùng các bộ phận cơ thể và trường khí tương ứng để phá giải. Nguyệt Bính giơ ngón tay trỏ lên lúc lắc, nhếch mép cười, nhưng nếu bên trong có cạm bẫy, vậy thì phật món trỏ sẽ bị đứt lìa. Mọi người có dám không? Đó là tuật tiềm thắng của thợ mộc, xuất hiện sau đời thương mấy trăm năm. Tôi đáp, trong lòng thầm nghĩ, thằng Nguyệt Bính kia mày khích ai? Tao lại không dám, cùng lắm là một ngón tay thôi mà. Hồng thất công trong anh bùng xạ điêu, bị mất một món tay, còn được người ta ca ngợi là thần cái chín món nhất thống cái bang kia kia. Tôi không dám đảm bảo sự an toàn của mọi người, sự thực là, cho dù không mở bức tường đồng xanh, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Nguyệt Bính trở nên nghiêm túc, Kim Ri Y chết rồi, năm con cáo kia cũng chết rồi. Chúng ta đâu cần phải biết quá nhiều. Anh Nguyệt, tất cả chúng ta đi đến tận nước này, lẽ nào chỉ vì một chân tướng không rõ ràng. Cô thu kiếm lại, nhếch mép cười ngạo nghễ, chi khí của thầy âm dương đầu thể thua kém các người. So he, cô có dám không? Kuroha lại gọi Yutekhe bằng cái tên thân mật so he, đúng là mặt trời mọc ở đằng tây. Tôi kinh ngạc nhìn sang Kuroba, không biết thằng cha này chập mạch chỗ nào. Tôi lại sực nhớ đến thái độ của hắn trong lúc sắp chữ ban nãy. Thôi xong, thằng cha này có gì với yêu tích he là chắc. Bí ngô, anh chắc là không có nguy hiểm gì chứ? Sukino đi đến bên cạnh tôi, lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên Sukino đứng gần tôi như thế mấy ngày hôm nay không biết là do cố tình hay vô ý cô luôn giữ khoảng cách với tôi khiến tôi buồn bực mà không thể nói ra lời trong đôi mắt xinh đẹp của cô tôi nhìn thấy niềm tin cậy tôi bắt đầu do dự tôi biết rồi đừng lo cho tôi sukino đưa tay nắm lấy tay tôi cảm ơn anh đã cứu tôi ở nhật bản giúp tôi phục hồi trí nhớ xin lỗi vì thời gian qua đã tỏ ra xa cách với anh tôi vì tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Tim tôi bỗng đập lên thình thịch, cả người lâm lâm trong một cơn phấn chấn sôi trào. Tôi chợt cảm thấy bất kỳ chuyện gì trong cái thế giới chết tiệt này cũng không thể làm khó tôi được nữa, Sukino. Tôi đảm bảo không có nguy hiểm gì đâu. Cho dù có nguy hiểm, tôi. Sukino đưa món trò chặn trước miệng tôi, nghiêm túc gật đầu. Vậy là được rồi. Tôi tin anh. Món tay cô chạm vào môi tôi, mềm mại dịu dàng, giống như một nụ hôn. Thế nhưng nụ hôn đầu tiên của tôi lại bị cái xác chết kinh tởm Kim Ryong y cướp mất. Các vị đã bàn xong chưa vậy? Yêu Techhe He tỏ ra sốt ruột, nếu quyết định làm thì im lặng nào, đợi tôi đọc xong thần chú Sa cầu phúc, chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi thầm ngao ngán thay cho Kuroba, trời ạ, à, Yêu Techhe He còn vô tâm vô tính hơn cả tôi, con đường của anh còn gian khổ nhiều đấy. Tiêu tích he dung lục lạc, gì dầm niệm chú. Trong không gian yên tĩnh, lời niệm chú nghe rõ mồn một, tuy rằng tôi chỉ hiểu được vài âm tiết. Nguyệt Bính rút một điếu thuốc, ra hiệu bảo tôi lại hút. Tôi vừa bước lại nhận lấy điếu thuốc, Nguyệt Bính bèn ghé tai nói nhỏ, có giống phương ngữ Hà Nam không? Chiều thương định đô đầu tiên ở Thương Khâu, Hà Nam, sau đó rời đến An Dương, Hà Nam. Đây có lẽ là ngôn ngữ cổ xưa của Triều Thương sẽ là phát hiện quan trọng của giới ngôn ngữ học đấy tao không tin chuyên gia ngôn ngữ có thể giải mã được tôi về điếu thuốc trên tay liên hệ đến suy đoán ban nãy thuật sa man bắt nguồn từ vô thuật triều thương nguyệt bính đưa điện thoại cho tôi màn hình là kết quả nó vừa tra tìm đát kỳ họ kỳ tên đát người của bộ lạc tô thị tục gọi là tô đát kỳ bộ lạc tô thị hình dáng lạ kỳ là hậu duệ của tây nhung di cư đến trung nguyên tâu tầm là cáo chín đuôi không chừng đây chính là gia tộc cáo chín đuôi thế hệ đầu tiên cũng nên nguyệt bính thu điện thoại về nhìn vào cánh cửa đồng xanh ngày càng thú vị đây tiếng lục lạc dừng lại năm người đưa mắt nhìn nhau sáu người sáu món tay nguyệt bính gãi mũi có lẽ đây chính là số mệnh của chúng ta nếu tính cả rách là vừa vặn sáu người tôi vừa nghĩ đến điều này Nguyệt Bính đã đốt ngay ngón tay vào cái lỗ đầu tiên. Thấy vậy, cả bốn người chúng tôi đều đốt ngón tay vào, không chút do dự. Đã là bạn bè, cần tin tưởng lẫn nhau, đồng cam cộng khổ. Cho dù cùng xuống suối vàng, cũng chẳng có gì đáng tiếc. 4. Nói là vậy, nhưng khi đưa món trò vào trong lỗ, trong lòng tôi vẫn khá căng thẳng. Về mặt lý thuyết thì không có gì nguy hiểm, nếu chẳng may có gì bất thường, không chừng vẫn kịp rút tay về. Cảm giác đầu tiên rất kỳ lạ, không hề cảm thấy hơi lạnh lẽo của đồng, món tay như thể cắm vào trong một khối bột mì. Khi đầu món tay chạm đến đáy lỗ, cảm nhận rõ ràng có một khe nhỏ, vừa đủ để móng tay lách vào trong. Nhìn sang Nguyệt Bính và mọi người, sắc mặt ai trông cũng khá bình thản, bên trong cánh cửa đồng xanh không vang lên tiếng máy móc chuyển động như dự kiến, cứ thế hơn 10 giây trôi qua, tôi cảm thấy hơi bất an trước khi bão tố ập đến, bầu trời thường êm ả. À. Nguyệt Bính, chắc cách này không đúng rồi, tôi bắt đầu căng thẳng, lâu thế mà có phản ứng gì đâu. Phương pháp của chúng ta sai rồi, Nguyệt Bính đang định rút món trỏ ra ngoài, bỗng nhiên khựng lại, món tay càng đâm sâu vào trong lỗ. Lần này, chắc chắn không phải là nó đùa, thoát cái, chán nó đã túa mồ hơi, gân nổi gồ từng vệt, mặt mũi tái nhợt tôi nhận ra nó đang phải dốc toàn lực để đối phó với sự biến lạ kỳ bên trong cái lỗ. Tôi vừa định rút ngón tay ra, thì cái khe nhỏ dưới đáy lỗ như thể thình lình biến thành một cái miệng tham lam, mốt chặt lấy đầu ngón tay tôi, dương khí trong cơ thể lập tức ảo ảo tuôn ra qua kẽ móng tay. Tôi vận khí xuống đan điền, mong đối kháng lại lực hút này, nhưng phát hiện ra lực hút càng thêm dữ dội, đan điền giống như một quả bong bóng vỡ tung, dương khí không còn được cầm giữ, tuôn trào như nước vỡ bờ. Sukino, Yutechhe, Kuroba rõ ràng cũng gặp chuyện tương tự, sắc mặt ai cũng vô cùng căng thẳng và đau đớn, gắng gượng cầm cự và phản kháng. Nhưng cứ theo tốc độ này, chỉ chừng một phút, dương khí trong cơ thể của chúng tôi sẽ bị vắt kiệt, chúng tôi sẽ trở thành những cỗ xác khô. Giờ thì tôi đã hiểu, tại sao lại có một ngón tay mắc kẹt trong cái lỗ, chắc chắn là người kia cũng gặp phải mối nguy hiểm tương tự nên đã thẳng tay chặt đứt món trò để bảo toàn tính mạng. Phải chặt thôi, Nguyệt Bính bị trúng chiêu đầu tiên, ánh mắt đã bắt đầu tán loạn, tay trái móc ra con dao găm thụy sĩ, chưa kịp bấm mở đã kiệt sức, con dao rơi thẳng xuống sàn. Nguyệt Bính, tôi gào lên, nhưng luồng hơi vừa ra đến cổ đã bị hút vào trong phổi, khiến phổi tôi muốn nổ tung, ngực như bị búa tạ giáng trúng, ép xuống không thừa nổi, lục phủ ngũ tạng như bị bó giò, dính chặt vào nhau không còn chút hơi sức nào nữa. Mặc kệ tao, chặt mau lên, Nguyệt Bính mềm nhũn gục xuống, một tay bị bức tường đồng xanh hút chặt, tao xin lỗi. Sukino và Itutek He cũng đều đã gục xuống, chỉ còn lại Kuroba đang nghiến răng cầm cự. Hắn chợt gầm lên một tiếng, rốt phát lưỡi kiếm samurai đeo bên thắt lưng, lưỡi kiếm loang loáng chém thẳng xuống ngón tay tôi. Kiếm này, tôi trả nợ anh, mau cứu Sukino và Itutek He thầy âm dương được cứu, sẽ tặng cả cuộc đời cho người cứu mạng. Sokino chỉ đắn đo chưa chịu nói rõ với anh thôi. Đầu óc tôi bùng nhùng, tôi chỉ biết, dù liều cá tính mạng, tôi cũng phải cứu được mọi người. Tôi nhắm mắt lại, đợi lưỡi kiếm chém xuống. Dầm, từ trong bức tường vọng ra tiếng nổ đinh tại nhức óc tựa sấm rền, một luồng sức mạnh dội ngược lại qua đầu ngón tay, tràn ngược vào trong cơ thể. Kiếm samurai văng ra khỏi tay Kuroba bay đi, xoay tít mấy vòng tròn trong không trung rồi cắm phập lên trần nhà. Luồng sức mạnh này đi theo huyết mạch, ô hạt chảy vào trong cơ thể, cánh tay tôi nhanh chóng sưng phồng, da căng lên bóng loáng, mái tóc rào rào dựng đứng, nhãn cầu như bị nội lực khủng khiếp đầy bật ra khỏi trong. Mỗi một cm da thịt đều như bị nước sắt nóng chảy rội lên rát bỏng, từng sợi mạch máu như muốn cưa đứt da thịt để nhô lên. Luồng sức mạnh dữ dội tựa sóng thần, chúng tôi giống như những tảng đá nứt toác trên bờ biển, sẽ bị quăng quật đến tan xương nát thịt bất cứ khi nào. Quỳnh, tôi bay ngược về phía sau, ngã thẳng cánh xuống sàn nhà, sau gáy đập mạnh xuống đất. Trước ánh mắt quay cuồng, tôi nhìn thấy bốn bóng người theo nhau bay ra, rơi xuống, từ trong bức tường đồng xanh vọng lên tiếng bánh xe chuyển động kéo kẹt, rồi từ từ mở ra. Cuối cùng thì các người đã đến. Nam, giọng nói nghe rất quen tôi cố móc đầu nhìn lên bức tường đồng xanh đã nứt ra từ giữa để lộ một khe hở ánh sáng trắng chiếu ra chói lòa không thể nhìn rõ bên trong một cánh cửa nguyệt bính ôm ngực ho rũ rượi bí ngô ổn chứ thật may mắn dương khí mắt đi lại quay về cơ thể khiến toàn thân tôi sảng khoái vô cùng sukino và yêu tech he rìu nhau chạy đến bên cạnh chúng tôi một bóng người vụt qua ngang đầu kuroba vừa nhảy lên rốt lưỡi kiếm khỏi trần nhà nhìn sắc mặt ai cũng hồng hào cho thấy tinh lực đều đã hồi phục tôi mới yên tâm cánh cửa bằng đồng xanh đẩy sang hai bên tường ánh sáng rực rỡ chiếu tràn khắp gian mật thất bên trong trước mắt chúng tôi trắng lòa như tuyết cẩn thận nguyệt bính đứng chắn phía trước sáu chiếc đinh gỗ đào kẹp giữa các kẽ tay trên hai bàn tay hai tay bắt chéo trông chẳng khác gì người sói Wolverine. Kuroba vung thanh kiếm samurai, mũi kiếm quét qua sàn nhà tóe lửa. Toàn thân hắn kéo căng như một mũi lao, sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào. Sukino rút dao giấy, Yutekhe he tay cầm lục lạc, thủ thế sẵn sàng, chuẩn bị ứng chiến. Tôi cũng lặng lẽ rút ra con dao găm thụy sĩ, tiện tay cầm sẵn bật lửa zippo. Thầm nghĩ sau chuyện này, kiểu gì cũng phải thừa lấy vài món vũ khí tùy thân, tránh cảnh mất mặt như hôm nay ánh sáng trong gian mật thất yếu dần, chúng tôi đã nhìn thấy bên trong chỉ có một cỗ quan tài đồng xanh to lớn, giọng nói vọng ra từ trong quan tài, vào đi, hỡi các chủ nhân, ở đây rất an toàn. Rách, Nguyệt Bính toàn thân căng thẳng, đôi mắt nheo tít thành một đường kẻ trì, tao vẫn cảm thấy mày chết, ở Nhật Bản như thế thì đơn giản quá. Kuroba vung kiếm chém dứ về phía trước, khéo hắn chết ngắc rồi cũng nên, không thì sao phải chui trong quan tài. Trốn, tôi dành cả cuộc đời để đi tìm đáp án, sao lại trốn được? Giọng nói của rách lại vang lên, không để các anh phải sợ đâu. Yêu tích hè kêu lên kinh ngạc, anh chính là người đó sao? Bộp, từ trong quan tài nhô ra một bàn tay phải thiếu món trỏ, đầy nốt đồi mùi, da nhăn nheo như vỏ cây, nắm lấy mép quan tài, đẩy mạnh. Mái tóc vàng kim óng ánh từ từ hiện ra, kèm theo mùi tử thi nồng nặc. Chẳng hiểu sao, tim tôi bỗng đập lên thình thịch, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Này bạn cũ, gặp lại tôi chớ có sợ đấy, rách thò đầu ra ngoài, nửa cơ thể từ từ tròi ra, lắc lư dựa vào quan tài, vừa thở hồn hển vừa nói. Chúng tôi nhất loạt lùi lại một bước, rách trước mặt, tuyệt đối không phải là rách mà chúng tôi đã biết. Bộ mặt hắn chẳng chịt nếp nhăn, lông mi đã rụng sạch, mí mắt sưng phù, sụp xuống, mắt chỉ còn là một kẽ hở, cặp môi nâu sạm thụt vào trong miệng, cái cằm nhăn nheo như cằm ông lão. Hắn ngẩng đầu, phờ phạc nhìn chúng tôi, rồi chợt ngoạc miệng cười, trong miệng chỉ còn chưa lại cây lưỡi cong queo, cần cổ già nua bổng beo không đỡ nổi cái đầu, khiến đầu hắn rũ gục xuống trước ngực. Tôi hết sức bàng hoàng, nếu không nhờ giọng nói quen thuộc và bộ tóc vàng kim, tôi tuyệt đối không thể tin được đây chính là rách. Gặp lại nhau, thật vui, rách dịch người vào trong, gác đầu lên thành quan tài mặt đối mặt với chúng tôi sao anh lại thành ra thế này sukino không giấu nổi kinh hãi kẻ chết trong nhà hát shizuoka là ai đây là cái giá mà tôi phải trả cho việc theo đuổi chân tướng cũng là để bảo vệ các người rách nhìn khắp lượt chúng tôi nếu không giả chết làm sao tôi có thể trốn thoát vào đây tôi sẽ nói cho mọi người nghe sự thực và số mệnh của chúng ta nguyệt bính bước vào trước tiên rồi quay ra, ra hiệu an toàn. Tôi bước vào, nhìn thấy chiếc cổ tài bằng đồng xanh khoảng cách gần, thấy có khắc hoa văn cáo chín đuôi. Trận nam đầu tụ dương tuy sẽ gây tiêu hao rất nhiều dương khí, nhưng chỉ cần người phá trận không mang tạp niệm, sau khi phá trận xong, dương khí lại sẽ quay trở về cơ thể. Rách vẫy tay với tôi, "Bí Ngô, tôi vẫn thường nhớ đến cuộc sống vui vẻ của chúng ta hồi ở Thái Lan. Đúng là những ngày vui hiếm hoi trong cuộc đời tôi." ngồi đi, dù sao tôi cũng không thể nào đứng lên được nữa. Rách, anh thành ra thế này, có liên quan gì đến trận nam đầu tụ dương trên cánh cửa đồng xanh không? Nguyệt Bính thu những chiếc đinh gỗ đào lại, có cách gì để hồi phục được không? Cô Ba đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, thầy âm dương có một phương pháp đấy, có thể tử, nhưng rất nguy hiểm. Vô thuật Sa-man có phép thay ra đổi xương, yêu Tết hè cũng nêu ra một ý, kỹ nghệ thẩm mỹ tuyệt mật nhất Hàn Quốc, thật ra bắt nguồn từ vô thuật sa man. Jack cố gắng mở to mắt, đôi con ngươi xanh nhạt gần như trắng trước đây giờ đã trở nên vần đục, gần như trộn lẫn với chồng trắng ngà vàng nhờ nhờ. Đừng nhiều lời nữa, thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi sẽ cho mọi người biết tất cả mọi chuyện. Gian mật thất trở nên yên lặng, rách thở khò khè rồi ho rũ rượi một hồi, phải mất một lúc lâu mới ổn định lại được, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến cáo chín đuôi. 6. Đây là một câu chuyện kéo dài suốt nghìn năm về mối quan hệ dây dưa phức tạp giữa nhiều thế hệ người và cáo chín đuôi. Từ rất xa xưa, trên vùng núi giá lạnh ở phương Bắc, có một con cáo rất đẹp, bộ lông óng mượt, bóng bẩy như ánh trăng, thanh khiết không vướng chút bụi trần. Đôi mắt đỏ rực như sắc máu, chiếc đuôi bông xù, dùng để tích trữ dương khí. Cứ 100 năm, khi dương khí đã đủ, chiếc đuôi lại tách ra, mọc thêm đuôi mới. Cho đến nghìn năm sau, liền biến thành cáo chín đuôi. Cáo chín đuôi bản tính hiền lành, tu luyện trong núi Trông Gô, người trần ít ai biết đến. Cho đến khi có người đi săn phát hiện ra núi Trông Gô có mọc quý, khiến người tìm ngọc theo nhau tìm đến, quấy nhiễu nơi tu luyện của cáo chín đuôi. Cáo chín đuôi đành phải chuyển đến những nơi hiểm trở mà con người không thể tìm tới để chuyên tâm tu luyện rừng sâu quanh năm tuyết phủ, trời lạnh đất hàn, thường xuyên có người tìm ngọc gặp nạn. Cáo chín đuôi cảm nhận được có người qua đời, sẽ tìm đến trước xác chết cầu nguyện cho người hái ngọc luân hồi chuyển thế, hóa giải lệ khí trong núi. Lâu dần, người tìm ngọc phát hiện ra bên cạnh những người ngộ nạn trong núi thường có dấu chân cáo và rất nhiều sợi lông đuôi cáo. Họ cho rằng chính cáo chín đuôi đã hút mất dương khí của con người và sát hại họ lời đồn thổi đáng sợ này nhanh chóng được truyền đi trong nhân gian. Đôi khi, có người vô tình bắt gặp cáo chín đuôi, không ai không kinh ngạc về bộ lông tuyệt đẹp trên mình cáo. Một hôm, có con cáo chín đuôi đi tìm sâm trong rừng để tăng cường dương khí, thì nhìn thấy một người tìm ngọc trẻ tuổi bị rét cóng vẫn còn thoi thóp thở. Cáo chín đuôi bèn hóa thành một cô gái xinh đẹp, thổi nội đan vào miệng người tìm ngọc, rồi dùng hơi ấm của chính mình để ủ ấm cho anh ta người tìm ngọc từ từ hồi tỉnh, vô cùng cảm kích, và cũng si mê nhan sắc tuyệt trần của cô gái, tự xưng danh tính của mình là Gia Gâu. Hỏi tên cô gái, nàng nói mình tên là Yeon Ho, tiếng Hán là lệnh hồ, đồng âm với linh hồ, tức con cáo có linh tính. Yeon Ho dùng linh lực để kết nhà trong núi, ngày đêm chăm sóc Gia Gâu rất tận tình. Hai người dần quấn quýt nhau, rồi cùng thề non hẹn biển, kết nên vợ chồng sống như vậy được nửa năm thì đến mùa hạ, vốn chỉ kéo dài hai tháng trong núi Trông Gu, Yeon Ho mang thai, Gia Gâu mỏ ý muốn đưa Yeon Ho xuống núi thăm bố mẹ. Yeon Ho suy nghĩ suốt một đêm, rồi nói với Gia Gâu, mình vốn là con gái của thợ săn trong núi, vì quấn quýt với Gia Gâu nên đã nửa năm chưa về nhà. Này nếu xuống núi, nàng muốn đưa Gia Gâu trở về để xin phép gia đình. Gia Gâu mừng rỡ đồng ý liền cùng ghi ôn ho trèo đèo lội suối, tìm đến ngôi làng của thợ săn ẩn giữa rừng sâu. Nam nữ trong làng, ai nấy dung mạo đẹp đẽ, tính khí hiền hòa. Tối hôm đó, người nhà mở tiệc rượu, ghi gâu uống đến say sưa. Trời sáng, nghi ôn ho thu dọn hành lý, cùng ghi gâu xuống núi. Người nhà ghi gâu cứ nghĩ anh ta đã bỏ mạng trên núi, nay thình lình trở về, lại mang theo cô dâu xinh đẹp thì vui mừng khôn xiết. Mấy tháng sau, Yeonho Ho sinh đôi một trai một gái. Gia quyết định dùng tên của Yeonho Ho làm họ cho con mình. Từ khi Yeonho Ho đến nhà họ Gia, vận khí của gia tộc vô cùng may mắn. Tuy Gia thường xuyên phải đi xa làm ăn, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn vô cùng thắm thiết. Khi hai đứa con được ba tuổi, nhà họ Gia đã trở thành danh gia vọng tộc, đất đai rộng hàng trăm mẫu. Lúc này, Yeonho Ho lại mang thai đứa con thứ ba của Gia -go đủ 9 tháng 10 ngày, Yeon Ho hạ sinh một đứa con trai, nhưng do nguyên khí tổn thương nên lâm trọng bệnh, nằm bẹp trên giường suốt 3 tháng. Gia Gâu mời khắp danh y chạy chữa, nhưng đều bó tay hết cách. Yeon Ho gọi Gia Gâu đến trước giường, căn dặn Gia Gâu hãy chăm lo cho con cái, để một mình mình quay về trông gu nhờ người nhà trị bệnh. Sự thực là do Yeon Ho sinh cho Gia Gâu ba đứa con, dương khí bị hao tổn nặng nề cần quay về núi tìm sâm để bổ sung dương khí. Nhưng Gia gâu nghĩ đường xa hiểm trở, không muốn để vợ mạo hiểm, nên kiên quyết không đồng ý, trừ phi để anh đi cùng. Ghia ho ngoài miệng đồng ý, nhưng nửa đêm lặng lẽ trốn đi, để lại một dòng chữ, mùa hè năm tới gặp nhau. 7. Trở về trông thấy người lấy ngọc càng thêm đông đúc. Chim chóc muông thú trong núi cũng thưa thớt hơn nhiều, khiến Yeon Ho buồn đau vô hạn. Trông gô có nhiều ngọc quý, và còn sản sinh ra một loài cây gọi là sâm, hình rất giống người, hút linh khí của đất, dương khí dồi dào, cũng là nguồn dương khí cần thiết để các chín đuôi tu luyện. Thế nhưng, thật lạ lùng, tất cả những nơi sâm mọc đều đã bị đào bới tan hoang, chỉ còn mấy củ sâm vẫn chưa thành hình, nhưng phần lá lộ ra trên mặt đất đã được buộc dây đỏ. Nhìn vào dấu vết, thấy sâm bị đào không phải bằng móng vuốt của cáo chín đuôi mà bằng công cụ của con người. Con người cũng đã phát hiện ra sâm là một báu vật, nhưng họ phá hoại thế này, rồi chẳng mấy chốc sẽ không còn sâm nữa. Trời ban báu vật cho thiên nhiên, để vạn vật trên đời cùng hưởng, nhưng con người lúc nào cũng muốn độc chiếm tất cả, sau này cáo chín đuôi biết nhờ vào đâu để tu luyện. Sớm muộn rồi trên thế gian sẽ chỉ con trơ lại con người, không còn sinh linh nào khác nữa. Yeon Ho vô cùng chua xót. Nhưng nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng với Gia gâu, nàng lại cảm thấy được an ủi. Có những người tốt như Gia gâu, thế gian vẫn luôn còn hy vọng. Nàng hái mấy cây sâm nhỏ uống tạm, dương khí đã hồi phục thêm nhiều. Sở dĩ nàng phải vội vã quay về trông gô là vì nếu không kịp bổ sung dương khí, nàng sẽ trở lại hình cáo. Vượt qua mấy ngọn núi, thôn làng đã ở trước mắt. Trước cổng làng, tuyết phủ tầng tầng, cây cối chết khô, đầy cành quả đầu. Trái tim Yeon Ho thắt lại, linh thức nhạy bén của cáo chín đuôi khiến nàng dự cảm đã có chuyện chẳng lành xảy ra với những người đồng tộc. Nàng vội vàng chạy vào trong làng, nhưng bên trong không một bóng người. Nhà cửa năm xưa đều đã bị thiêu rủi, trơ lại cho tàn, kèo cột cháy giờ còn vương vết máu khô. Thê thảm nhất là nàng bắt gặp những khúc chân tay cáo ngổn ngang trên tuyết trắng, cảnh tượng thảm khốc vô cùng. Ghê hôn Ho gào thét gọi tên người nhà, khe núi trống trải dội lại tiếng gọi thảm thiết của nàng. Nàng chạy như hóa điên khắp đầu làng đến cuối làng, bản chân tứa máu. Dần già, mái tóc đen óng ngả sang màu trắng như tuyết. Cuối cùng, trên một bức tường đổ, nàng nhìn thấy một đoạn văn tự hồ. Nàng đã biết được chân tướng. Mấy tháng trước, Gia Gâu dẫn theo nhiều người mang lễ vật tìm đến thôn làng bái tạ bộ tộc cáo chín đuôi hiền hòa lương thiện bèn nhiệt tình khoản đãi Đêm đến, thảm kịch đã xảy ra. Sau khi uống thứ rượu do ghia gâu mang tới, cáo chín đuôi mất đi linh lực, chỉ biết nằm im, chờ mắt mặc cho con người bắt bớ. Những nàng cáo xinh đẹp còn bị làm nhục tại chỗ. Sau một đêm ngập ngụa máu tanh, toàn bộ cáo chín đuôi đều bị lột lấy bộ lông tuyệt đẹp, cơ thể trần trụi bị que gỗ xuyên ngang, nướng trên đống lửa. Còn lại hơn 10 con cáo chín đuôi xinh đẹp tuyệt trần, người ta không nỡ giết, mà bắt trói lại đưa xuống núi để dâm lạc. Tối đó, ghia gầu uống đến say mềm, trong lúc phấn chân, đã nói lộ ra chân tướng. Thì ra trước đây, có người vô tình nhìn thấy cáo chín đuôi, lóa mắt trước bộ lông tuyệt đẹp của loài linh thú này, sau khi trở về đã rêu rao khắp nơi. Dần dàn một đồn 10, 10 đồn 100, dần dần truyền đến tài thủ lĩnh các nước họ bèn ra giá cao muốn mua lông cáo, để lấy lòng những sủng phi. Gia gâu thăm dò nhiều năm, biết được cáo chín đuôi thường hóa thành người để cứu người gặp nạn, nên đã mạo hiểm vào rừng, tìm đến trông gu giả vờ bị cóng, đợi cáo chín đuôi đến cứu. Khi gặp được ghia ôn ho, Gia gâu giả hoạt đã phát hiện ra rằng, trên con đường dẫn đến làng cáo chín đuôi, cứ cách một quãng lại xuất hiện một loài cây ra quả đỏ. Hắn đã kín đáo buộc dây đỏ lên đó để đánh dấu đường. Tối hôm đó, hắn giả vờ say để nghe trộm, biết được rằng đó chính là củ sâm mà các chín đuôi dùng để bổ sung dương khí. Sở dĩ lâu nay hắn vẫn đối xử tốt với Hyon Ho, vì hắn muốn biết được bí quyết trường sinh từ nàng người để lại dòng văn tự hồ cảnh cáo, chính là mẹ của Hyon Ho. May mắn là tối hôm đó bà vừa ăn sâm để tiếp thêm dương khí nên không thể uống rượu. Bà định đánh lại con người để cứu bộ tộc nhưng bị mấy kẻ mặc trang phục kỳ dị khống chế, chặt đứt một tay. Vốn dĩ bà có thể trốn đi, nhưng vì lo lắng cho con gái, liền dùng máu để lại văn tự hồ trên tường. Yeon ho đi vòng ra phía sau tường, nhìn thấy một con cáo trắng đã già toàn thân chằng chịt vết đâm, dao nhọn ghim chặt vào ba chi còn lại, đinh gỗ đào xuyên thấu hộp sọ, thò ra khỏi miệng, trên chín cái đuôi treo chín chiếc lục lạc. 8 ye on ho quay lại nhân gian tìm đến nhà họ ghia để báo thù nhưng toàn bộ gia tộc họ ghia đều đã kéo đi đâu cả không còn bóng dáng thôi thúc báo thù khiến nàng gần như hóa điên nàng thương nhớ ba đứa con nhỏ dài nên lùng sục khắp nơi tìm kiếm suốt mười mấy năm dòng dấu chân in khắp mọi nơi giết vô số người để hút dương khí nhưng vẫn nhọc công vô ích ngược lại truyền thuyết cáo chín đuôi hút dương khí của người để tu luyện đã trở thành hiện thực những kẻ sát hại bộ tộc cáo chín đôi năm xưa nhờ cống nạp nhiều gia cáo mà đều được phong thường, quyền cao chức trọng, Yeon Ho mấy lần ám sát, nhưng đều bị những kẻ mang dị thuật đánh lùi, thậm chí trong lần cuối cùng còn bị trọng thương, suýt thì thiệt mạng. Dưỡng thương xong, nàng quyết thay đổi kế hoạch, biến thành những người con gái xinh đẹp, dùng hồ thuật quyến rũ để mê hoặc hoàng đế các nước, gây ra mâu thuẫn quân thần, mượn tay hoàng đế để giết chết những gia tộc mang dị thuật. Khi vương quốc sụp đổ, Yeon Ho không kịp chạy thoát, bị người mang dị thuật bắt giữ mang chém đầu. Nhưng những người giết chết Yeon Ho không biết rằng, mệnh môn của cáo chín đuôi không phải là ở đầu, mà là ở đuôi. Khi Yeon Ho đi khắp nhân gian tìm kiếm kẻ thù, đã tìm được rất nhiều hậu duệ mang huyết mạch của cáo chín đuôi, được sinh ra bởi những nàng cáo chín đuôi bị bắt cho người dâm lạc năm xưa. Yeon Ho đã đánh thức tâm tính của cáo và lòng thù hận của họ bí mật bồi đắp thế lực của cáo chín đuôi. Khi Yeonho Ho bị sát hại, hậu duệ của cáo chín đuôi đã lặng lẽ cướp xác nàng mang đi, đưa đến bán đảo Triều Tiên để nuôi dưỡng sinh khí. 400 năm sau, nguyên khí mới phục hồi. Qua hậu duệ của cáp chín đuôi, Yeonho Ho biết được rằng, sau khi nhà vua Kandra Gupta của vương triều Maurya Ấn Độ được hỏa táng đã để lại ba vật giống như đá quý, tương truyền là xá lợi, có pháp lực rất lớn, ai có được sẽ ước gì được nấy. Yeon Ho liền tìm đến Ấn Độ, trở thành phi tử của vua Bindusara. Nhưng không ngờ lại bị con trai của vua Bindusara là Ma Mayuri biết rõ chân tướng, nên ngấm ngầm sắp xếp người mang dị thuật, tìm cách sát hại, khiến Yeon Ho sợ hãi chạy trốn. Tăng nhân Ấn Độ đã mang viên xá lợi quý giá hơn cả trong số ba viên đến Trung Hoa, nhờ thợ mộc giỏi khảm viên xá lợi vào trong một viên ngọc nổi tiếng, chính là viên ngọc bích hòa thị. Yên Ho theo viên xá lợi tìm đến Trung Hoa vào đúng thời chiến quốc, nhưng lại bị một gia tộc mang dị thuật khác ngăn chặn đánh đuổi, đành phải ẩn mình trong dân gian để dưỡng thương. Hai hạt xá lợi còn lại truyền từ người này sang người khác, cuối cùng một hạt rơi vào tay tộc Nguyệt thị. Khi Trương Khiên khi đi sứ sang Tây vực đã mang được viên xá lợi về. Viên cuối cùng khi pháp sư Huyền Trang sang Ấn Độ thỉnh kinh đã mang về dâng cho vua Đường thế là ba hạt xá lợi đều quy tụ ở hoàng cung. Yeon Ho một lần nữa hóa thân thành mỹ nữ, mê hoặc hoàng đế, khởi nguồn cho cuộc ly loạn nổi tiếng nhất thời Đường. Về sau, hòa thượng giám chân sang Nhật truyền Phật pháp đã mang đi một hạt xá lợi. Quý phi do Yeon Ho hóa thành phải vờ treo cổ tự vẫn trong chiến loạn. Khi Nhật Bản phái sứ giả Kibinomaki Bi đến triều Đường du học xong về nước, Yeon Ho đã lén lên thuyền của Kibinomaki Bi tìm đến Nhật Bản. Nhưng ở đây, bà lại đụng đầu một gia tộc dị thuật đã tìm đến Nhật Bản để trốn tránh sự truy sát của cáo chín đuôi từ nghìn năm trước. Từ đó đã mở ra một cuộc chiến dữ dội giữa người và yêu, khiến cả kinh thành biến thành một tòa thành quỷ. 400 năm sau, linh khí của phong ấn phôi phai, cáo chín đuôi lại hóa thân thành tuyệt thế mỹ nữ Tamamonomae, mê hoặc thiên hoàng Kono, được thiên hoàng vô cùng sủng ái nào ngờ lại bị thầy âm dương nhận ra chân tướng, phải mang xá lợi chạy đến Nasuno, bị Miura Gisun và Kazusa Hiroku dẫn tám vạn quân thảo phạt đánh bại, rồi bị thầy âm dương Abe No Seimei bắt và giết chết. xương cốt của bà biến thành viên đá có thể tiết ra độc dược đá sát sinh. trong cuộc hỗn chiến, xá lợi lại một lần nữa mất tích. người bị giết chết không phải là Yeonho, mà là hóa thân do bà ta khắc ra từ đá. Hai nghìn năm trôi qua, Yeon Ho không giết hết được kẻ thù, cũng không tìm thấy con cái, không giành được xá lời. Hoàn toàn tuyệt vọng, bà quay về Triều Tiên Cổ, nơi có nhiều hậu duệ của cáo chín đuôi nhất. Các hậu duệ đã làm cho bà ta năm cỗ quan tài đồng xanh, đặt tại những nơi bí mật ở Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Thái Lan. Cứ cách một trăm năm, bà ta sẽ tỉnh lại một lần, lưu lại trên thế gian một năm tìm kiếm hậu duệ của cáo chín đuôi, tiếp tục truyền lại lòng thù hận và thuật trường sinh. Sau khi tròn một năm, Yeon Ho sẽ đổi sang một cỗ quan tài đồng xanh khác, ngủ một giấc dài nữa đợi trăm năm tỉnh lại. Cho đến khi xá lợi xuất hiện, bà ta sẽ dẫn dắt hậu duệ của cáo chín đuôi quay trở lại nhân gian. Những hậu duệ của cáo chín đuôi làm nhiệm vụ an trí quan tài, để giữ bí mật, đều quyết định tự sát. 9. Hậu duệ của các gia tộc mang dị thuật tại các nước bị Yihon Ho truy sát năm xưa hoàn toàn không biết về những ân oán thị phi xưa, chỉ nhớ rằng giữa mình và cáo chín đuôi có mối thù diệt tộc. Hàng nghìn năm nay, họ vẫn đi khắp nơi tìm kiếm Yihon Ho, vừa để báo thù, vừa muốn giành lấy bí mật trường sinh bất tử. Thời gian không những có thể xóa nhòa ký ức, còn có thể tiêu tan thù hận. Dần dần, rất nhiều gia tộc đã quên đi mối thù năm xưa. Dị thuật cũng dần dần thất truyền, cho đến khi Hyun Ho quay trở lại Triều Tiên cổ, chỉ còn bốn gia tộc vẫn nhớ đến sứ mệnh vĩnh hằng. Một người trong đó chính là Pháp sư Sa Man Jun. Pháp sư Sa Man đều xuất thân từ núi Bec du cũng chính là núi Trôm Gu năm xưa, nơi phát nguyên của các chín đuôi. Còn một bí mật đáng kinh ngạc hơn nữa, đó là Pháp sư Sa Man chính là dòng dõi của Gia Gâu. Sau khi Gâu phát hiện ra Yeon Ho đã một mình quay về trong gu, biết được sự việc sớm muộn cũng vỡ lở, vội vàng tìm những người tham gia giết cáo năm xưa nhờ giúp đỡ. Nhưng những kẻ này nay đã vinh hoa phú quý, không thèm đếm xỉa, Gâu chỉ còn cách đưa cả gia tộc bỏ trốn, từ đó mai danh ẩn tích. Cuối cùng trốn đến định cư tại làng cũ của tộc cáo chín đuôi tại Trông Gu. Ye -on Ho không bao giờ ngờ được rằng Gâu lại dám quay về ngôi làng của bộ tộc mình năm xưa nên cứ mải miết đi khắp nơi tìm kiếm từ đó họ ghia đã đột sang họ ly kể với những người con của Yeon ho rằng chính cáo chín đuôi tà ác đã ăn thịt mẹ mình để những đứa con cũng sinh lòng thù hận từ đó họ chuyên tâm nghiên cứu dị thuật để đối phó với Yeon ho và trở thành pháp sư sa man khi ly dun bắt được ly trầm a đang định mổ bụng moi gan thì dòng máu cáo chín đuôi trong cơ thể ông ta bỗng nảy sinh sự cộng hưởng ông ta nhận ra mình cũng là hậu duệ của cáo chín đuôi. ông ta bèn đưa ly trầm a đến han yang nay là seoul nơi có dân cư đông đúc nhất để áp chế linh lực, còn gieo thái tuế trong cơ thể ly trầm a để điều khiển bà ta nhờ vào thịt thái tuế để áp chế khí cáo, lánh khỏi nhân gian chỉ lưu lại truyền thuyết cáo chín đuôi đáng sợ. qua các hậu duệ của cáo chín đuôi, ly jun biết được chuyện cỗ quan tài đồng xanh vì mong tìm kiếm bí mật trường sinh ông ta đã triệu tập ba gia tộc còn lại, tìm kiếm cỗ quan tài khắp nơi. Lúc này, Ly Jun cũng đã học được bản lĩnh của các chín đuôi, dụ dỗ Ly Trầm A, dạy cho bà vu thuật Sa Man, hứa hẹn rằng khi tìm được xá lợi, sẽ trả lại tự do cho bà, để bà biến thành người thực sự. Từ đó đến nay, bốn gia tộc dị thuật vẫn không ngừng tìm kiếm cỗ quan tài đồng xanh. Nhưng suốt 400 năm nhọc nhằn săn lùng, họ vẫn không thể lần ra manh mối năm cỗ quan tài vẫn nằm trong bí mật, chưa bao giờ hiện diện. Sáu người chúng tôi đều là những đứa trẻ khác thường do các gia tộc dị thuật lựa chọn ra căn cứ vào tướng mặt, tướng xương, trường khí. Ly Trầm A đã nhìn trường khí để phân biệt các đứa trẻ. Đứa trẻ mang khí đen được Kim Ryom Y nuôi dưỡng, trong cơ thể Kim Ryom Y mang con rối bệnh giữ ý thức của Ly Jun. Đến khi cơ thể của Kim Ryom Y không chịu đựng nổi con rối bệnh nữa, bà ta bèn chuyển nó sang cơ thể của Jack, tiếp tục duy trì ý thức của Lee Jun. trầm A dạy cho yêu tách he vô thuật sa man, để cô có thể tìm thức ăn nuôi sống bà ta. Tôi, Nguyệt Bính, Sukino, Kuroba lần lượt được giao cho Doang và Okawa Yuji, học cổ thuật và thuật âm dương. Làm như vậy chẳng phải là từ bi hỉ xả gì, bởi trong cơ thể của bốn người chúng tôi đều cất giữ điều bí mật, nên phải học tập dị năng để đảm bảo an toàn tính mạng trước khi chìm vào giấc ngủ say gheon ho đã để lại bốn bức tranh ghi lại địa điểm cất giấu năm cỗ quan tài đồng xanh li jun đã đoạt được bốn bức tranh này từ tay hậu duệ của cáo chín đuôi để giành được lòng tin của các gia tộc dị thuật khác lão đã giao ba bức tranh cho ba người khác bảo quản mấy gia tộc cam kết với nhau ai có thể giải mã bức tranh để tìm ra chỗ đặt quan tài đều phải nói cho đối phương để cùng tìm kiếm. Để giữ bí mật những bức tranh, các gia tộc này mỗi thế hệ đều phải tìm kiếm 6 đứa trẻ, trong đó hai đứa giao cho Ly Trầm A và Ly Jun, còn bức tranh được giấu trong cơ thể của bốn đứa trẻ còn lại, trở thành đệ tử tranh của họ. Rách bẩm sinh mang khí đen, tính tình tà ác, được chọn làm cái vò. Kim Hong Yi cũng là một con rối bệnh bị điều khiển bởi ý thức của Li Jun, nên từ khi rách còn nhỏ, bà ta đã cố gắng dạy cho rách các loại dị năng không ngờ rách là kẻ thông minh hơn người học được điệu vũ ma âm từ đó phát triển thành thuật thôi miên đã thôi miên kim ryong y và biết được tất cả sự thật rách không cam tâm cả đời làm con dối bắt đầu vạch ra kế hoạch hắn đã lợi dụng thuật thôi miên để phát triển thế lực trong bóng tối qua kim ryong y hắn biết được rằng muốn mở được năm cỗ quan tài cơ thể phải có đủ dương khí để đối kháng hắn còn biết được tồn tại của chúng tôi. Hai năm trước, hắn tìm thấy yêu tích he, tìm cách kích động tính ác trong cô ta, chỉ cho cô biết cách thu thập dương khí, còn sai người đến lấy thịt thái tuế để tăng trưởng dương khí cho mình. Hắn đến Thái Lan tìm được Doang, nói với ông ta, mình chính là người mang theo linh hồn của Li Jun, nhưng không muốn sống đời bị thịt, nên muốn liên thủ với Doang, giải mã bí mật trong tranh, bắt lấy Yeon Ho đang chìm trong giấc ngủ cùng chia sẻ bí mật trường sinh. Doang đã bị mê hoặc và đồng ý hợp tác với hắn. Và thế là, chiến xuất ngoại theo kiểu trao đổi sinh viên đã đưa tôi đến với Thái Lan. Khi tôi bị hôn mê trong vụ tai nạn ở sông nuôi xác, Jack đã phát hiện trên cơ thể tôi xuất hiện hình vẽ bạch hồ, cũng chính là bức tranh đầu tiên mà bao năm nay, Doang vẫn chưa hiểu được. Jack quả là thông minh tuyệt vời, không bị giới hạn ở hình tượng bạch hồ, mà căn cứ vào hoa văn trên mình hồ, hắn đã suy đoán ra được có một chiếc quan tài chôn ở làng rắn trong rừng vạn độc, vì thế, cuộc chiến rắn độc giữa Doang và Su Chin đã nổ ra. Làng rắn bị hủy hoại, rách tìm được cỗ quan tài cổ bằng đồng xanh trong bóng tối, nhưng bên trong trống rỗng. Hắn hiểu rằng, chỉ khi cực kỳ đau đớn hoặc tâm trạng vô cùng kích động, những hình vẽ trên cơ thể chúng tôi mới xuất hiện. Bởi vậy, hắn đã sắp xếp cuộc đấu giữa Nguyệt Bính và rách giả chính là cao thủ môi thái Akkarat, rồi đâm tôi một nhát từ sau lưng, khiến cho hình vẽ phượng hoàng trên cơ thể nguyệt bính hiện ra. Trên đôi cánh phượng hoàng, hắn đã nhìn thấy một dòng chữ Ấn Độ cổ được ngụy trang thành lông vũ, mách cho hắn biết địa điểm, pháo đài bang Godford. Sau đó, hắn lại sang Nhật Bản, liên thủ với Okawa Yuji, gây ra một loạt sự việc để dụ chúng tôi tập hợp và nói cho Okawa Yuji biết vị trí của cỗ quan tài bằng đồng xanh từ thời gian say ngủ của hion ho và truyền thuyết cáo chín đuôi ở các nước jack đã suy đoán ra chiếc quan tài thứ hai cũng đang trống rỗng hắn cũng đoán ra được có một cỗ quan tài chắc chắn đang ở nhật bản hắn làm như vậy vừa khiến okawa yuji vô trượt vừa lợi dụng sukino và kuroba để tìm ra vị trí của cổ quan tài đồng xanh tại nhật bản jack nói đến đây sukino bỗng đỏ bừng mặt tôi cũng đoán ra hình vẽ của tôi và nguyệt bính nằm trên cơ thể hình vẽ của Sukino chắc chắn cũng không ngoại lệ. Hay nói trắng ra, Jack đã nhìn thấy cơ thể của Sukino. Tôi siết chặt nắm đấm, chỉ muốn giáng ngay một cú thôi sơn vào bộ mặt nhăn nhúng kia, nhưng lại bị Nguyệt Bính giữ chặt lấy. Có lẽ Jack cũng sợ tôi kích động nên không nói đã nhìn thấy bằng cách nào. Tôi đoán, có lẽ sau cuộc đại chiến với người cáo trên núi Phu Sĩ, gã đề tiện này đã lợi dụng cơ hội Sukino hôn mê trong bệnh viện để nhìn trộm. Jack nhận ra hình xăm trên cơ thể Sukino là chu tước, còn hình vẽ trên mình Kuroba là huyền vũ. Nghe đến đây, Kuroba nổi giận đùng đùng, nghiến răng trèo trèo. Tôi hiểu điều này, huyền vũ thực chất ra là con rùa đen, dù tài xăm mình của Okawa Yuji có tài khéo đến mấy, mang theo hình con rùa trên mình cũng không phải là chuyện vui vẻ. Cổ quan tài đồng xanh thứ ba được chôn dưới lòng đất của nhà hát lớn Shizuoka. Trong vụ này, người chết không phải là rách, mà là một con rối đã bị hắn thôi miên. Hắn xúi dục chúng tôi không thành công, lại bị biến thành hình nhân thế mạng. Kết quả, cỗ quan tài thứ ba cũng trống không. Rách nghiên cứu hình xăm của Kuroba rất lâu, kết quả khiến hắn bàng hoàng kinh ngạc. Cỗ quan tài thứ tư trên tầng 13 của công ty giải trí dây cây, nơi hắn đã sống từ nhỏ tới lớn. Thế nhưng, việc tìm đến đây, hắn đã quên mất rằng dương khí mà hắn thu thập được trong trung tâm thẩm mỹ của nhật bản trong tiệm làm móng của thái lan đã không còn nhiều khi hắn đốt món tay vào trong lỗ dương khí trong cơ thể tiêu hao kiệt quệ khiến hắn lão hóa nhanh chóng vào khoảnh khắc hắn quyết định chặt đứt món tay bức tường đồng xanh cũng mở ra hắn chật vật bò đến bên cỗ quan tài đồng xanh mở nắp quan tài và nhìn thấy bên trong quả nhiên có một phụ nữ trong bộ trang phục truyền thống cao ly đang nằm đó dưới vạt váy là chín chiếc đuôi. Có lẽ đây chính là ôn Ho. Bức tường đồng xanh từ từ đóng lại, chút ý thức mơ hồ còn sót lại trong hắn đã thôi thúc hắn trèo vào trong cỗ quan tài đồng xanh. 10. Giọng rách vô cùng chậm chạp, đầu hắn cúi gục xuống, mái tóc vàng che kín mặt, cảm giác hắn sắp sửa đổ vật xuống vì kiệt sức. Tôi nghe đến đâu, chấn động đến đấy, trong lòng vô số dòng cảm xúc đan xen lẫn lộn. Quá nhiều thông tin dồn đến một lúc khiến tôi không kịp tiêu hóa, người ngợm như say rượu, cứ xoay mỏng mỏng như trong trống. Nếu đổi lại là hai năm trước, có đánh chết tôi cũng không tin, cùng lắm chỉ nghĩ tay rách này thật khéo dựng chuyện, tập hợp truyền thuyết về cáo chín đuôi ở năm quốc gia châu Á để cho vào một câu chuyện. Nhưng bây giờ, chỉ sau hai năm, cho dù rách nói hắn là na cha thái tử đầu thai truyền thế, tôi cũng tin ngay không chút nghi ngờ vậy tại sao cậu lại hóa ra thế này tôi bột miệng hỏi nhưng lại hiểu ra ngay cao chín đuôi có thể trường sinh nhưng vẫn sẽ già đi rách bị nhốt trong quan tài từng ấy thời gian mà vẫn sống nhăn chẳng phải là trường sinh hay sao nhưng trong một năm nay hắn đã ăn gì để sống nghĩ đến đây tôi chật sờn gai ốc bèn kiễng chân nhìn vào quan tài trong ánh sáng lờ mờ tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ hanbok cổ xưa thân thể trông vẫn nguyên vẹn, nên mới kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì người đàn ông này không phải là Yeon Ho, chỉ một câu mà rách rề già đúng nửa phút mới nói dứt hai chữ Yeon Ho cuối cùng, gần như chốt ra cùng hơi thở. Đàn ông, không phải là Yeon Ho, Nguyệt Bính trợn mắt, gieo gió thì phải gặt bão thôi, Kuroba tương tưởng. Sukino gỡ gọng kính xuống, Kuroba, hắn cũng thật đáng thương. Đáng thương. Thế chúng ta thì không? Thế so he thì không? Cho đến hôm nay, chúng ta mới biết được chút xíu về thân thế, mới biết được chúng ta sống đây hoàn toàn không phải bởi lý tưởng của thầy âm dương, mà chỉ để làm một cái khung tranh. Kuroba giận dữ gầm lên, chúng ta, cả cuộc đời chúng ta, chỉ là một trò cười. Yêu tách he ngồi bệt ở góc tường, cúi gục đầu ủ rũ. Những lời nói của Kuroba đã làm sụp đổ tan tành niềm tin của chúng tôi bấy lâu nay. Trong tim tôi như có thứ gì vụn vỡ. Tôi đứng như hóa đá, răng cắn chặt môi. Có một số người, ban đầu là thần thoại, sau đó thành chuyện cười, một số người khác, ban đầu là chuyện cười, sau đó thành thần thoại. Nguyệt Bính ngửa mặt nhìn lên trần nhà, khóe miệng nhếch một nụ cười kiêu ngạo, nếu chúng ta đã sống như chuyện cười thì giờ vẫn có thể tạo ra thần thoại. Giọng Nguyệt Bính tuy không lớn, nhưng vô cùng chấn động khiến màng nhĩ của tôi rung lên ong ong. Mỗi một từ ngữ thấm vào trong huyết quản, đều khiến máu huyết tôi như sôi sụp. Kuroba đi đến trước mặt Nguyệt Bính, khom lưng thật sâu, cảm ơn. Nguyệt Bính nhướng mày, thầy âm dương mà cũng biết cảm ơn cơ à. Cả đời Kuroba có lẽ chưa bao giờ biết nói đùa, Nguyệt Bính nói vậy khiến hắn tắc học luôn. Còn hắn thì sao, Sukino và Etutekhe cũng đã chân tĩnh trở lại, cùng hỏi Nguyệt Bính. Nguyệt Bính không biết từ khi nào đã trở thành người cầm đầu của năm chúng tôi. Quyết định của nó, chắc chắn chúng tôi sẽ không phản đối. Jack, rất xin lỗi, chúng tôi không chuẩn bị giúp anh. Nếu nhất định phải cần một lý do, rất đơn giản. Tôi tuyệt đối không bao giờ giúp một người đẹp trai hơn tôi. Kuroba há hốc miệng, hẳn là không ngờ Nguyệt Bính lại nói ra một câu như vậy. Nhưng Tech He và Suokino lại bịt miệng cười. Chúng ta đi thôi cứ để hắn ở lại đây với bà cô trong quan tài. Nguyệt Bính khoát tay, trời sắp sáng rồi, cần phải nhanh chóng thu dọn phòng diễn tập, sau đó thì về nhà ngủ. Các người đi thật sao? Cái cổ của rách không đỡ nổi sức nặng của cái đầu, trông như gãy gập, cầm vùi hẳn vào trong ngực. Nếu không có việc gì khác, chúng tôi đi đây. Nguyệt Bính quay đi, xua tay, như không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Hùm, thế là ngoài người mang khí đen, các người cũng là những kẻ ác tâm, thấy chết mà không cứu. Jack chợt lớn tiếng, giọng nói tràn đầy sức lực, đã nghìn năm rồi, ta đã gặp đủ mọi loại người, chỉ duy nhất có một loại người chưa bao giờ thấy, đó là người tốt thật sự. Choang, cánh cửa đồng xanh mắt thường gần như không nhìn thấy thình lình đóng sập lại. Từ trong cỗ quan tài đồng xanh, rách từ từ ngồi dậy, mái tóc màu vàng kim lấp lánh hơn, khuôn mặt sắc nét sáng lên như ngọc, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, ngạo nghễ nhìn chúng tôi, Nguyệt Vô Hoa, Nam Hiểu Lâu, Sukino Kiyo, Yutek He, Kuroba Desu, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Cảm ơn các ngươi đã giúp ta phục hồi dương khí, kiên nhẫn nghe ta kể lại ký ức của rách, giúp cơ thể ta có đủ thời gian để hồi phục. Ồ, quên mất không giới thiệu, xin chào, ta là Lee Từ sau lưng rách nhô lên tám cái đuôi cáo trắng muốt bông xù giống như tám con bạch xà, khe khẽ đung đưa. Một tia sáng lạnh lẽo gần như không thể thấy lao vụt về phía rách, nhưng bỗng hựng lại giữa không trung. Tay phải của rách đã chụp lấy cổ Kuroba, hai ngón tay trái kẹp cứng vào lưỡi kiếm samurai, vặn khẽ. Rắc, lưỡi kiếm gãy đôi, Kuroba trở thay xoay ngược nửa thanh kiếm, chém vào cổ tay phải của rách. Cánh tay rách rung lên, Kuroba như con diều đứt dây, bay lộn ngược lại, đập vào cánh cửa đồng xanh. Ánh kim loại chớp lên từ tay rách, đuổi theo Kuroba, cắm phập vào vai trái, đóng đinh hắn lên cánh cửa đồng. Kuroba hự lên một tiếng, mặt trắng bệch, lao người về phía trước. Mũi kiếm xuyên suốt qua vai, tay trái hắn thong xuống, nhuộm đỏ máu tươi. Sáu chiếc đinh gỗ đào xếp thành hai hình tam giác phóng về phía rách, Nguyệt Bính nhảy vọt sang bên phải, lập tức tấn công rách. Sukino vung dao giấy rít gió vù vù, tấn công bên trái rách. Yêu he thu lục lạc, rút cây gậy đồng dài khoảng hai thước, khắc chi chít hoa văn, khom lưng vòng ra phía trước quan tài, vùng gậy quét về phía hai đầu gối rách. Kuroba, sơ rồi, còn tôi nhảy bật lại, lao tới bên Kuroba, đưa tay bịt lấy vết thủng xuyên thấu trên vai để cầm máu. Chỉ một nhát, không chết được, Kuroba ngẩng đầu, mắt như tóe lửa. Các ngươi, rách lạnh lùng nhìn chúng tôi, làm sao có thể là đối thủ của cáo chín đuôi vĩ đại. Tám cái đuôi cáo nhất tề quẫy mảnh, cuộn lên một luồng khí, xoáy vùn vụt trước mặt rách. Đình gỗ đào bay vào trong luồng xoáy, gợn lên vài nếp sóng, rồi giống như bị bấm nút tạm dừng, khựng lại giữa không trung. Nguyệt Bính vung tay đấm vào luồng khí xoáy, khiến nó lõm vào một chỗ, nứt vỡ ngoằn nghèo, rồi vết lõm bật ngược trở lại. Nguyệt Bính tái mặt, cánh tay văng đi, khớp khuỷu tay nghe rắc rắc mấy tiếng, cẳng tay xoay một góc 90 độ, chật khớp luôn. Nguyệt Bính Nương theo phản lực bật lùi vào góc tường, nhưng người ấn khuỷu tay phải vừa chật khớp xuống mặt đất, vài lắc mấy cái, khớp khuỷu lại kêu lên răng rắc mấy tiếng rồi cánh tay quay về vị trí cũ. Cẩn thận, lùi hết lại, Nguyệt Bính hét lên. Sukino và Yutech He không kịp thu thế, giao giấy, gậy đồng cùng đánh vào luồng khí xoáy. Rách nhếch một nụ cười độc địa, vung hai tay lên, đập thẳng xuống vai hai người họ. Sắc mặt Sukino lập tức trắng bệch, miệng phun ra một búng máu tươi, trúng vào luồng khí xoáy. Những giọt máu va phải luồng khí, như thể va trúng vách tường vô hình, từ từ trượt xuống, tạo thành vô số sợi máu lơ lửng giữa không trung. Yêu tách hè không chống đỡ nổi, hai đầu gối khuỵu xuống, đập thẳng xuống đất, tạo thành âm thanh khô khốc như tiếng xương gãy không chiến lúc này, còn đợi bao giờ? Kuroba gầm lên thật lớn, vô số sợi khí tràn vào cơ thể, xông về phía rách, một tay chém tới một kiếm, khí thế sầm sập như núi. Anh bí, tôi sẽ chém vỡ tường khí, việc còn lại, giao cho anh đấy. Trong gian mật thất, hai luồng khí va chạm và răng xé, cuộn lên một luồng khí xoáy dữ dột, quất qua mặt giống như dao cưa. Tôi cũng xông lên, chắn trước cánh tay trái bị thương của Kuroba chăm chú quan sát vị trí mà hắn bổ kiếm xuống. Cho dù bức tường khí xoáy chỉ nứt ra một kẽ hở, tôi tin rằng có thể dùng con dao thụy sĩ đâm vào huyệt chiên trung của rách. Huynh, hai luồng khí đập vào nhau, phát ra tiếng kêu ầm vang như súng nổ. Kuroba một tay cầm kiếm, chém thẳng vào bức tường khí. Mũi kiếm tóe lửa, đẩy lên từng tấc từng tấc một, từ từ thọc vào trong bức tường khí. Rách thoáng kinh ngạc, con người thoát cây ngả sang màu xanh tái, tám chiếc đuôi xoay tít như chân vịt tàu thủy, hóa thành bảy màu rực rỡ. Nguyệt Bính xoay dao găm, rạch một đường dọc lòng bàn tay, rồi miệng cắn sống dao, hai tay vốc đầy máu tươi, vẽ hình âm dương thái cực trên bức tường khí, hai tay nó nắm lại, đồng thời đấm vào hai mắt cá âm dương. Tường khí mỗi lúc một mỏng dần, rồi chỉ còn lại một lớp mong manh. Sukino mấy tóc sổ tung, hét lên một tiếng lanh lành, lành lưỡi dao giấy dài ra một thước, áp sát vào lưỡi kiếm samurai, cùng xuyên vào kẽ hở. Tiếng lục lạc vang lên reng reng, yêu tách hè đã bị gãy hai đầu gối, nên chỉ quỳ nguyên tại chỗ lắc lục lạc đồng, miệng vẫn liên hồi niệm chú. Những ký hiệu màu đỏ trên tấm áo bó sát mỗi lúc càng sáng rực lên trói trang. Tiếng lục lạc lan vào trong luồng khí hữu hình, biến thành những vòng sóng âm thanh, đập vào vách tường khí. Rách hai tay chắp lại, các đầu ngón tay tì vào nhau, mạnh đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, từ từ sủi lên từng nốt tròn như bọt khí. Những nốt đó phồng lên, nứt vỡ, máu tươi bắn đầy lên khuôn mặt điển trai. Bức tường khí đã thu hẹp lại chỉ còn nửa thước, giống như một quả trứng gà bị vỡ, chẳng chịt những vết nứt như mạng lưới. Bí ngô, chuẩn bị đi, Nguyệt Bính chợt cười. Năm người chúng tôi đứng trước cỗ quan tài bằng đồng xanh, cách rách chỉ hơn một mét, tôi thậm chí còn nhìn thấy những thớ thịt trên mặt hắn khe khẽ rung rung. Thế nhưng, đây lại là khoảng cách khó vượt qua nhất trong suốt cuộc đời của chúng tôi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi nhúc nhích những món tay, siết chặt cán dao, chỉ đợi bức tường khí lộ ra một kẽ hở. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ lùng. 11. Mái tóc dài của Sukino sổ tung, bị luồng khí cuốn đi, bay vào trong bức tường khí, hoàn toàn không gặp trở ngại gì lẽ nào bức tường dương khí kia gặp cương thì cương gặp âm thì tan biến nên một thứ mềm mại như sợi tóc bay không chút sức mạnh có thể dễ dàng đột phá hết sức kinh ngạc trước ý tưởng thình lình trỗi dậy tôi thử đưa lưỡi dao găm về phía trước không vận một chút sức nào chỉ hờ hững đẩy lên ngoài yêu tết he đang lầm rầm niệm chú nguyệt bính cùng mọi người đều đang vận hết sức bình sinh khí lên tắc họng nhìn thấy động tác liều phiêu thất thường của tôi, cũng chẳng còn sức đâu mà hỏi. Tôi gật đầu với Nguyệt Bính, Nguyệt Bính nhướng mày, rụt nắm đấm lại, tiếp tục dồn hết sức lực đấm thẳng vào mắt cá âm dương. Trong mắt rách lóe lên một tia kinh sợ, tôi lại càng chắc mầm mười mươi. khi lưỡi dao chuẩn bị chạm vào tường khí, tôi bỗng thấy phía sau rách thỏ ra một dải thịt dài, giống như một con rắn nhỏ vừa lột xác, bao quanh là lớp màng ướt át dính nhớp, nó uốn éo quằn quại như muốn chọc thủng lớp màng chui ra. Nháy mắt, trên lớp màng đã mọc ra một tầng lông mịn màu đỏ, rồi màu đỏ chuyển sang màu trắng tuyết, vùn vụt dài ra, chẳng mấy chốc đã phủ kín dài thịt dài. Một chiếc đuôi cáo màu trắng đã xuất hiện. Rách cười đắc ý, tôi lập tức nhận ra, chúng tôi đã bị lừa. Hắn giả bộ yếu thế không thể phản đòn, thực chất là để hút lấy dương khí mà chúng tôi dùng để tấn công. Thù giao về ngay. Tôi túm lấy Nguyệt Bính kéo giật lại, nhưng lại bị một luồng phản lực đánh bật ra, hất tôi bay văng đi, đập thẳng vào cánh cửa đồng xanh. Lưng tôi mài vào những hoa văn chạm nổi trên cánh cửa đau rát như bào, nội tạng đập vào xương sườn muốn vỡ, máu ộc lên họng, phun đầy một miệng. Nam hiểu lâu, cũng thông minh đấy, rách chắp tay sau lưng, nhún vai, chín cái đuôi cáo đung đưa thong thả, tiếc là muộn mất rồi rồi rách rít lên the thế như tiếng cáo chu, chín cái đuôi tỏa ra ánh sáng đủ màu, rực lên lộng lẫy, bức tường khí cũng bừng lên hào quang trói lọi, vùn vụt nở ra, hóa thành vô số tia sáng rực rỡ, xuyên qua cơ thể mọi người, trùng kín cả gian mật thất, dập dờn bồng bềnh, ngưng tụ thành một quả cầu màu trắng, bay vào trong ngực rách. Nguyệt Bính, Kuroba, Sukino, he dường như trong nháy mắt đã bị cướp mất linh hồn mềm nhũn đổ vật xuống đất, bất tình. Rách cúi đầu nhìn xuống lồng ngực, rồi ngừng đầu thở hắt ra, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Ánh sáng trắng trói lòa tỏa ra từ cơ thể hắn, trong mật thất cuộn lên những luồng gió dữ dội, thổi ập tới khiến tôi không mở nổi mắt. Khi gió ngừng thổi, tôi nhìn thấy một con cáo khổng lồ màu trắng trèo ra khỏi cỗ quan tài. Nó đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng tôi, đôi mắt màu đỏ máu khép hờ lông mi trắng mốt dài và cong vút bộ lông của nó như một tấm vải nhung trắng bóng tinh khiết chín chiếc đuôi bông xốp bồng bềnh mềm mại như không có xương bay phất phơ theo luồng khí người cáo túm lấy người đàn ông mặc han bốc mang khuôn mặt kiều diễm lạ thường bên trong quan tài xé toang vạt váy giật đứt cánh tay đưa vào miệng nuốt chừng tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng rùng rợn này nhưng trong lòng không một ngợn sóng sự tuyệt vọng tận cùng đã khiến tôi tê liệt. Ta, Li Jun, cáo chín đuôi mang huyết thống thuần chủng duy nhất trên thế gian, nay đã trở lại. Bộ lông trắng muốt của con cáo chín đuôi dập dờn như sóng, chót lông giỏ máu tong tỏng, sắc trắng sắc đỏ pha trộn vào nhau, hài hòa tuyệt mỹ, diễm lệ đến chói mắt. 12. Nam hiểu lâu, ta hỏi người một câu, cáo chín đuôi ly Jun hờ hững tựa vách quan tài đồng xanh ngồi xuống, Thù hận là gì? Tôi lại phun ra một búng máu tươi, lắc đầu không trả lời. Cho người bốn cơ hội, Li Jun giơ chân dẫm lên lưng Kuroba, trả lời sai, hoặc không trả lời, một người bạn của người sẽ chết. Xúc sinh, tôi vung con dao găm thụy sĩ, Li Jun liền giơ chân trước, phất một cái vào không khí, con dao văng khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Ta vốn là xúc sinh mà, nhưng là loài xúc sinh thiêng liêng nhất trên đời. Chúng ta trao đổi nhé, người trả lời sai, ta sẽ giết một kẻ, nhưng đồng thời sẽ cho người biết một bí mật. Giết tôi đi, đầu tôi căng lên như dây đàn, cứ như chỉ hơi nhúc nhích sẽ đứt phực, tôi không có quyền nắm giữ sự sống chết của bạn bè. Li Jun giẫm khẽ một cái, cánh tay Kuroba lập tức gãy ngược, cẳng vắt lên trên vai. Lần sau sẽ không phải là cánh tay nữa. Chân của Li Jun di chuyển đến sau gáy Kuroba. Năm 4, 3, 2. Tôi giống như bị một thanh sắt nung đỏ xuyên thấu qua hộp sọ, khiến toàn thân căng cứng vì đau đớn. Tôi gào lên đến rát họng, thù hận là muốn giết chết kẻ thù. Bộ, bộ vuốt cáo của Li Jun bấm vào đầu Kuroba. Kuroba chết rồi ư? Tôi không dám tin, tôi trợn trừng hai mắt, mái tóc sau gáy Kuroba đã lún vào trong sọ, máu ộc ra đỏ lòe. Mắt tôi nhòe đi, cổ họng tắc nghẹn, há miệng mà không thể thốt lên được lời nào nhưng tôi nghe thấy lòng mình đang gào thét giờ thì ta nói cho người biết một bí mật bốn bức tranh này ta đều đã biết rõ ta đã biết được địa điểm cất giấu những cổ quan tài đồng xanh ta đâu có mốc đến nỗi bản thân chưa hiểu đã đem tranh giao cho người khác chỉ vì đổi lấy niềm tin bí mật này với tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa lồng ngực tôi muốn nổ tung tôi hít vào một hơi thật sâu ấn mạnh hai vai vào bức tường đồng xanh phía sau, hai chân bật lên, nhảy bổ về phía Li Jun. Hai tay Li Jun vẽ một vòng tròn trong không trung, cơ thể tôi bị một bàn tay vô hình giữ chặt, khựng lại giữa chừng, bất động. Li Jun thu tay về, tôi văng ngược lại, đập thẳng vào bức tường đồng xanh. Tôi căm hận chính bản thân mình, nếu tôi không biếng nhác, cố gắng học hỏi ít nhiều, có lẽ đã không đến nông nỗi như ngày hôm nay. Nếu ban nãy tôi phát hiện sớm hơn một chút, mọi người đều rút lại khí lực, có lẽ chiếc đuôi cáo cuối cùng của Li Jun đã không thể thành hình, và kết quả sẽ khác, Kuroba cũng không phải chết. Thù hận là gì? Li Jun túm tóc yêu tách he kéo lên, thè chiếc lưỡi màu hồng nhạt liếm vào cổ cô. 5, 4, 3 Thù hận chính là mắt nhìn thấy bạn bị giết hại nhưng không làm được gì. Tôi bật khóc, mắt tôi đau rát như sát ớt nước mắt rơi xuống, nóng bỏng, đặc dính, thấm vào quần áo màu đỏ máu. Ly Jun giữ lấy yêu tích he, bộ vuốt cáo đâm vào vai cô, mắt nhìn tôi kinh ngạc. Ồ, ngươi lại. Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng. Ngươi lại trả lời sai rồi. Ly Jun há ngoác miệng, hàm răng sắc nhọn bập vào họng yêu tích he. Từ vết cắn, máu tươi sùi ra thành từng chùm bọt. Yêu tích he khẽ giơ tay phải lên, gắng gượng nhúc nhích món trỏ, cô mở mắt, nhìn tôi mỉm cười. Sinh mệnh của cô, mãi mãi dừng lại ở nụ cười ấy, và con chữ cô vừa viết giữa hư không, chay. Những sợi dây căng cứng trong đầu tôi đồng loạt đứt phượt. Được, nói cho người biết bí mật thứ hai, gây ôn ho ẩn mình trong cỗ quan tài thứ năm, bốn chiếc còn lại, cũng giống như 72 ngôi mộ giả của Tào Tháo. Cứ 100 năm, à sẽ tỉnh lại một lần đó cũng chính là cơ hội để truy sát đáng tiếc dẫu rằng mỗi lần ta đều mang thân thế khác nhau cũng có đủ quyền lực và sức mạnh nhưng chỉ tu luyện được 7 chiếc đuôi nên chưa bao giờ trở thành đối thủ của ả à. ở nhật bản ta thống lĩnh thầy âm dương tấn công khiến ả à trọng thương nhưng cuối cùng vẫn chạy thoát ta suýt nữa thì bỏ mạng còn bị chặt một cánh tay bỏ lại ở cô bê rất nhiều cuộc chiến lớn rất nhiều nhân hỏa thực chất đều là cuộc chiến cáo chín đuôi do ta bí mật khuấy động. Giọng nói vọng vào tai tôi, nhưng chưa đến não. Bỗng nhiên, tôi chỉ muốn phá lên cười, miệng cười, mà mắt tôi dòng dòng nước. Bốp, tôi tát mạnh vào má mình, má tôi rát bỏng, nhưng tôi không có cảm giác gì. Tôi tát mình lia lịa đến khi mặt tôi sưng húp, máu mũi chảy dòng dòng. Tôi lại đưa ngón tay vào trong miệng nghiến. Lì dinh nhếch mép cười nhạo phất đuôi cuốn lấy Sukino, nâng lên đu đưa giữa không trung. Váy áo cô tung bay phơ phất, khuôn mặt kiểu diễm như đang chìm trong giấc ngủ say xưa. 5, 4, 3, 2, 1, Lyun đếm xong, dường như cũng đoán trước được rằng tôi không thể trả lời. Tôi đờ đẫn nhìn Ly xé toạc vạt áo của Sukino, xuyên móng vuốt vào trái tim cô. Sukino anh không thể cứu được em nhưng anh cũng sắp chết rồi đây chính là trò biến thái của li jun tôi thều thào nguyệt bính người tiếp theo sẽ là mày tao xin lỗi tim tôi vỡ vụn tôi đã chết rồi nói cho người bí mật thứ ba dòng máu của ta trộn lẫn giữa con người và cáo chín đuôi nên bị trời phạt cho dù ăn gan người hay gan cáo chín đuôi đến khi luyện thành chiếc đuôi thứ tám sẽ bị xét đánh trúng chặt đứt một chiếc đuôi sau cuộc giao chiến ở nhật bản ta hiểu được rằng, thực lực của ta chỉ kém nghe ôn ho hai chiếc đuôi. Khi ta trốn trong cỗ quan tài này để dưỡng thương, ta vẫn chưa tìm ra được thông tin về cỗ quan tài thứ năm từ trong bốn bức tranh, nhưng ta phát hiện ra, cỗ quan tài có thể hút được dương khí. Và cuối cùng, ta đã nghĩ ra cách để tu luyện thành chiếc đuôi thứ chín. Ta lợi dụng dã tâm của gia tộc dị thuật mong tìm kiếm sự trường sinh, điều khiển thân xác của con rối bệnh, tung tin ra ngoài tiết lộ vị trí của ba cỗ quan tài còn lại, vốn dĩ chúng cần phải tiêu hao một lượng dương khí lớn mới mở được ra. Ta đã trốn sẵn ở đó, hút no dương khí, sau đó ra khỏi quan tài, giết chết đám người vô dụng kia. 20 năm trước, ta đã lựa chọn rách để dạy dỗ. Nó cứ tưởng dùng thuật thôi miên với con rối bệnh Kim Ri Y là biết được tất cả, nhưng nào ngờ, tất cả mọi việc vẫn là do ta sắp đặt ta đã dụ Okawa yuji dẫn người đến ấn độ tìm quan tài để bổ sung dương khí cho ta rách bị hút kiệt dương khí trèo vào trong quan tài khi đó chiếc đuôi cáo thứ tám của ta vừa mới mọc cơ thể của hắn thực sự rất hoàn mỹ nên ta đã từ bỏ thân xác cũ bỏ ra một năm để hòa nhập vào cơ thể rách đợi các ngươi xuất hiện ha 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 tất cả các ngươi chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay ta mà thôi cẳng chân cáo lông lá dơ lên, chia ra những móng vuốt sắc nhọn, rạch qua trên mặt Nguyệt Bính, trong đôi mắt đỏ máu lóe ra những tia sáng tham tàn, Nguyệt vô hoa, cơ thể này còn hoàn mỹ hơn cả rách. Đây là người bạn tốt nhất của ngươi, đúng không? Yên tâm, ta sẽ cho nó chết nguyên vẹn, để cơ thể hoàn mỹ này trở thành của ta, giúp ta tìm kiếm cỗ quan tài đồng xanh cuối cùng. Yeon Ho sẽ không còn là đối thủ của ta nữa. Nam hiểu lâu, ngươi đã từ bỏ cơ hội trả lời cuối cùng thật khiến ta vô cùng thất vọng trò vui chẳng còn gì hấp dẫn nữa ly dương thè lưỡi liếm máu dính trên đuôi cáo thế là bí mật thứ tư ngươi không còn cơ hội để biết tôi ngồi bất động như một cái xác không hồn bộ lông cáo sù lên khiến ly Jun trông càng thêm to lớn hơn vừa há miệng ra đột nhiên lão khựng lại thời gian như ngừng trôi trong gian mật thất bí ngô gắng lên li jun lên tiếng anh không phải nói gì thời gian không còn nhiều tôi chỉ có thể xuất hiện trong thời gian ngắn tôi là rách đủ rồi ông đã thắng không phải bày trò với tôi nữa tôi thừa nhận tôi là người vô dụng nhưng tôi sẽ chết một cách đàng hoàng tôi vơi lấy con dao găm chĩa về phía tim mình vua nổ sao một đấu ba li jun bật ra một câu mũi dao của tôi đã đâm vào trong thịt bỗng dừng khựng lại hồi ở thái lan tôi và nguyệt bính đã dạy rách cách chơi bài đấu địa chủ có lần rách lật quân bài lên mà mặt hớn hở chắc chắn là quân bài tốt hung hăng đánh ra một đôi ba nguyệt bính quăng ra một cặp vua nổ khiến rách đầu óc rối loạn cầm đầy tay bài tốt mà vẫn thua liềng xiềng không còn manh giáp đã tin tôi chưa đôi mắt đỏ của li jun đã biến thành màu xanh nhạt rồi giọng nói bật ra gấp gáp tôi thừa nhận đã làm rất nhiều chuyện sai trái nhưng cậu có nghĩ nếu tôi muốn giết các người có cần đợi đến ngày hôm nay không li jun chỉ biết được một phần lão không biết con dối kim ryong y khi bị tôi thôi miên đã nói ra tất cả chân tướng tôi thu thập dương khí khắp nơi vì muốn mở ra bức tường đồng xanh phá quan tài giết chết li jun tôi thực sự coi bốn người là bạn không muốn bốn người rơi vào nguy hiểm nên mới muốn tự mình giải quyết việc này để tất cả chúng ta đều được sống một cuộc đời tự do không còn bị khống chế. Đáng tiếc, tôi đã tự đánh giá mình quá cao nên đến bước cuối cùng lại bị Lyun nhập vào cơ thể. Vào lúc cơ thể tôi hoàn toàn bị lão nhập vào, tôi đã thôi miên chính mình, đóng lại tất cả ý thức ở nơi sâu thẳm trong bộ não. Đến khi Lee Jun nói ra tên của tôi, ý thức mới tái hiện. Bởi vì chỉ có trước mặt các người, lão ta mới nói ra tên của tôi chúng ta không phải là đối thủ của lão. Thời gian rất ngắn ngủi, hãy ghi nhớ lời tôi. Cậu, chính là mấu chốt để khắc chế Li Jun. Từ ý thức của Doang, tôi biết được rằng, suốt mấy nghìn năm nay, ye -on ho không ngừng tàn sát các gia tộc dị thuật, những gia tộc sống sót ẩn náu ở thâm sơn cùng cốc, âm thầm nghiên cứu phương cách khắc chế cáo chín đuôi. Sáu người chúng ta đều sinh vào năm 1989, được lựa chọn không chỉ đơn giản là nhờ tướng mặt mệnh cách, vận khí. Năm đó là năm rắn, mà rắn vốn dĩ là khắc tinh của cáo. Còn nhớ bà Xua Chin ở làng rắn trong rừng sâu vạn độc không? Trước khi chết, bà nói rằng đã tìm được em trai của mình. Người đó, chính là cậu. Thời gian cấp bách, khiến lời lẽ của rách vô cùng lộn xộn, nhưng dù sao, tôi vẫn có thể nghe hiểu. Câu nói cuối cùng của rách, giống như một tiếng sét nổ rền bên tai tôi. Chuyển thế luân hồi cho dù nghìn năm cũng sẽ gặp mặt không phải là okawa yuji đã viết bức thư gọi các người đi ấn độ mà tôi đã viết nó khi rời ấn độ tôi muốn gọi cậu đến ấn độ để hiểu được thế nào là chuyển thế luân hồi thức dậy ký ức tiền kiếp tộc cổ vì muốn trốn tránh ôn ho và thời minh đã vờ giúp đỡ trịnh hòa đến đại tây dương để tìm chu chu gì đó tôi quên rồi tên người trung quốc khó nhớ quá jeon ho đuổi đến thái lan tộc cổ gần như bị giết sạch, đành phải cầu cứu bộ tộc nhân quỷ, cũng chính là Su Chin ở làng rắn. Trải qua cuộc đại chiến giữa rắn và cáo, Yeon Ho bị em trai của Su đánh bại. Cùng là sinh linh trong trời đất, em trai của Su đã thả Yeon Ho đi, nhưng bắt bà ta thề rằng cả đời không được đặt chân đến Thái Lan nữa. Để tránh Yeon Ho nuốt lời, em trai của Su -Chin đã giữ lại một chiếc đuôi cáo của bà ta chế tạo cỗ quan tài bằng đồng xanh để cất giữ hàng năm dùng lông cáo để làm thành thẻ phật cáo chín đuôi lưu truyền khắp thái lan để bảo vệ cho đất nước và người dân sau trận chiến em trai của xô chin đã bị trọng thương sau đó lại tiêu hao tinh lực để làm thẻ phật và quan tài không lâu sau thì chết rắn thần hai đầu là thân rắn của xô chin và em trai lần đầu tiên cậu đến làng rắn rắn thần đã cho cậu ăn cục thịt màu đen chỉ có cơ thể truyền thể của em trai xô chin mới có thể nuốt cục thịt ấy mà không chết nam hiểu lâu chắc chắn cậu sẽ đánh bại li jun tuy tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi tin cậu có biết thế nào là thù hận không thù hận thật sự là không có thù hận mà sẽ biến bản thân thành thứ dục vọng mạnh mẽ nhất làm như vậy cậu mới có thể chi phối sinh mệnh chi phối thù hận nhìn thấy kẻ địch ngày trước quỳ mọp trước mặt mình khum núm, sợ hãi đến không dám ngẩng đầu van vì cầu xin, lẽ nào cậu không thấy vui sao? Tôi không thể phân biệt con cáo chín đuôi này là rách hay ly nhưng mỗi lời hắn nói ra đều khiến tôi vô cùng chấn động. Thảo nào khi nhìn thấy rắn thần hai đầu, tôi lại cảm thấy thân thiết đến thế, khi nhìn thấy su chin, trong lòng lại ấm áp đến thế. Hóa ra, tôi chính là em trai của bà đầu thai chuyển thế. Ý thức của tôi bắt đầu mờ mịt, Lee Jun sắp quay lại rồi lão sẽ không nhớ những lời mình vừa nói đây chính là cơ hội của cậu lão đã tính toán kỹ lưỡng hàng nghìn năm không chỉ là để giết chết ghegon ho cuộc chiến giữa ghegon ho và thầy âm dương tại nhật bản đã gom về hạt xá lợi cuối cùng trong số ba hạt xá lợi có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào mục đích thực sự của li jun chính là xá lợi Sukino và mọi người đã chết điều đó không quan trọng cỗ quan tài đồng xanh có thể khiến họ hồi sinh chỉ cần cậu đánh bại li jun tìm được vị trí cất dấu cỗ quan tài thứ năm ẩn trong bốn bức vẽ, tìm thấy ye ôn ho, đoạt lại xá lợi, sẽ cứu sống được họ. Hình vẽ tôi đã đưa cho cậu lâu rồi, giấu bên trong tấm ảnh chụp người xương bò. Và còn một bí mật cuối cùng. Cao chín đuôi chợt im bặt, đôi mắt màu xanh nhạt thoát, cây đã ngả màu đỏ máu, lóe ra ánh sáng tham tàn, cơ thể của Nguyệt vô hoa quá hoàn mỹ. Ta phải giết ngươi trước. Ly Jun đã trở lại. Tôi cố gắng chân tĩnh, những lời nói của Jack vẫn tiếp tục vang vang trong đầu tôi. Tôi vẫn giữ nguyên vẻ tuyệt vọng trên mặt, nhưng lòng tôi lo lắng cồn cào. Tôi phải làm thế nào mới có thể biến thành em trai của Su Chin? Bỏ đi con người tiểu ngã để đánh thức con người đại ngã thực sự trong cơ thể. Soạt, soạt, Li kéo dê chín cái đuôi, đi về phía tôi. Sống chính là chết, chết chính là sống, sống chết tuần hoàn, mãi không ngừng nghỉ các ngươi không ai chết cả, các ngươi sống mãi trong luân hồi. tôi bỗng choàng tỉnh, sinh chính là tiểu ngã, tử chính là đại ngã. tôi lập tức đưa ra một quyết định vô cùng nguy hiểm. Lì dùn đứng trước mặt tôi, to lớn lừng lưỡng, tôi chỉ cao đến vai lão. tôi ngửa đầu, phơi lộ cổ họng, vươn tay búng vào cái mũi ẩm ướt của lão. ngươi chỉ là một con cáo trốn chui trốn nhủi trong quan tài mà thôi chiếc miệng cáo lập tức háo ngoác, bộ răng loe lóe hàn quang, lưỡi dài nhiễu nước bọt dính nhớp, mùi tanh hôi xông vào lượm dòng. Tôi không tránh kịp, cổ họng sâu hút của con cáo thoát đã tưới đầy máu tươi của tôi. Răng cáo bập vào cổ tôi, cơn đau xé chỉ trong chốc lát. Tiếp đó, tôi toàn thân tê dại, ý thức dần trở nên mơ hồ, trước mắt trợn trừng vô số con mắt cáo. Tôi muốn cười, nhưng gân cơ trên mặt đã không thể cử động được nữa. Có một thứ gì lạnh lẽo chạy theo dòng máu lên đến đỉnh đầu, từ từ trào ra qua nắp sò. Cuối cùng, tôi không nhìn thấy gì nữa. Tôi không thở nữa. Rách, hy vọng cậu không lừa tôi. Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi. 13. Bí ngô, tỉnh dậy mau. Tôi lờ mờ nghe thấy giọng Nguyệt Bính, giống như nó vẫn đánh thức tôi trong ký túc xá mỗi lúc dưỡng tôi dậy giữa đêm khuya trèo tường đi uống rượu. Tôi gắng gượng mở mắt ra mí mắt nặng trĩu như đeo trì, trước mắt nhòe nhòe, rất lâu sau mới thấy được hình ảnh rõ ràng. Nguyệt Bính không mặc áo, quỳ lom khom bên cạnh tôi. Đây là đâu? Tôi đưa tay dây huyệt thái dương, toàn thân đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim sắt châm chọc, bất giác rên lên một tiếng, mày làm gì mà cởi trần trung trục vậy? Hàn Quốc, Seoul, công ty dây cây, mật thất. Sắc mặt của Nguyệt Bính vô cùng căng thẳng, nó vỗ vào đầu tôi, mày đã nhớ chưa? Hàn Quốc, mày đang nói gì? Đầu tôi vẫn nhức ong ong như thể vừa bị vật gì đập trúng. Nguyệt Bính, mày làm gì cái đầu tao thế? Bỗng nhiên, đầu tôi như một chiếc hộp đựng ký ức bị đập vỡ toác. Vô số cảnh tượng ảo ảo tuôn ra, chen chúc trong trí não. Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Z, Sukino, Yutekhe, Kuroba, Kumantong, người đàn bà bị rạch miệng, người xương bò, con dối bệnh, rắn thần hai đầu, cáo chín đuôi. Tôi đã nhớ lại toàn bộ, ngay lập tức, quên phát mọi đau đớn, tôi ngồi bật dậy, trên tường mật thất chằng chịt những vết cào của vốt cáo, đan sen với những vết hằn giống như roi quất. Mùi máu tanh, mùi tanh của rắn, mùi hôi của cáo trộn lẫn với nhau nồng nặc khiến tôi lượm dòng. Dưới nền nhà là thi thể thảm thương của Sukino, Yutekhe, Kuroba còn có một người đàn ông lõa thể bị xé toạc làm đôi ngang thắt lưng. Hộp sọ của người đàn ông vẹo vọ biến dạng, xương vụt đâm tua tủa qua da, toàn thân bị bao quanh bởi những vòng tròn tím bầm to khoảng nửa thước, trên cái đầu đẫm máu là mái tóc vàng kim ướt bết. Tôi không thể nào nhớ nổi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Ký ức cuối cùng dừng lại ở cảnh Lizun cắn chết tôi. Lẽ nào tôi thực sự đã biến thành em trai của Su so Chin? biến thành con rắn thần để đánh bại cáo chín đuôi. Nguyệt Bính, ban nãy mày nhìn thấy những gì? Tôi hỏi. Nguyệt Bính nheo mắt nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói, tao chẳng nhìn thấy gì hết. Tôi gàn giọng, mày đừng thấy tao ít học mà lừa tao. Nguyệt Bính, tao lừa mày làm gì? Mày bảo mày ít học khác nào bảo tao vô học? Tao đang định hỏi mày đã xảy ra chuyện gì đây? Nam Thiếu Hiệp đã làm cách nào để thay đổi cục diện vậy? Tôi câm lặng, nhìn thi thể của Sukino, trong lòng đau đớn như bào. Nguyệt bính hất hàm, trước khi kể, buộc cái áo của tao cho tử tế đã. Lúc này, tôi mới phát hiện ra, trên người tôi không một mảnh vải che thân, Nguyệt Bính đã cởi áo của nó để đắp cho tôi. Tôi cứ như đứa trẻ vừa được sinh ra lần nữa, tôi cúi gằm đầu, lầm lì hút thuốc, rồi kể cho Nguyệt Bính nghe những điều tôi còn nhớ những gì đã xảy ra trong lúc tôi mất đi ý thức, tôi có biến thành rắn hay không, đều không còn quan trọng nữa. Việc cần kiếp lúc này là phải giải mã bản đồ, tìm ra Yeonho, Ho, đoạt lấy xá lợi, cứu sống Sukino, Yutekhe, Kuroba. Và cả rách nữa, chúng tôi đưa thi thể của Yutekhe vào trong quan tài bằng đồng xanh. Còn Sukino, rách, Kuroba muốn vận chuyển ba thi thể này ra các nước đặt vào những cỗ quan tài đồng xanh ở Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản để hồi sinh, thật chẳng khác nào thần thoại. Chúng tôi buộc phải nghĩ ra những cách kín đáo nhất, thuận tiện nhất, cực đoan nhất, mà tôi thực sự không muốn kể. Đóng kín bức tường bằng đồng xanh, tôi bày ra kết giới, để đảm bảo không bị người khác phát hiện ra. Một tuần sau, Nguyệt Bính không biết bằng cách nào đã làm xong hộ chiếu. Chúng tôi mang theo thi thể của ba người về nước, quay về trường học. Lúc này đang là kỳ nghỉ đông, các sinh viên đều về nhà cả, ký túc xá không một bóng người. Trước khi đi Ấn Độ, Nguyệt Bính và tôi đã làm thủ tục xin nghỉ học. Ban đầu, hiệu trưởng còn ra vẻ, về. về sau, Nguyệt Bính nhét thẳng một cái thẻ ngân hàng vào tay ông ta, hiệu trưởng lập tức đổi ngay sắc mặt, gật đầu như bồ cùi. Tôi lục tìm tấm ảnh người xương bò cất trong tủ quần áo, nhưng chẳng tìm thấy bốn bức vẽ mà rách đã nói đâu cả nguyệt bính nhạy bén hơn tôi dùng quê huỳnh quang soi vào phía sau tấm ảnh bốn bức vẽ thanh long bạch hồ chu tước huyền vũ lần lượt hiện ra căn cứ theo các đầu mối mà rách đã tiết lộ chúng tôi đã tìm ra được các vị trí cụ thể trong nhà hát shizuoka làng rắn trong rừng sâu vạn độc ba thi thể được chúng tôi bó chặt trong lớp lớp túi ni lông vẽ bùa trứng nhãn chúng tôi chia nhau ra nguyệt bính đến ấn độ tôi đến Nhật Bản tìm kiếm quan tài để đưa xác Kuroba và Sukino vào trong đó. Tìm đến nhà hát Shizuoka, trở lại trốn xưa, hồi tưởng về cuộc đại chiến với Jack tại đây hai năm về trước, trong lòng tôi khó tránh ngậm ngùi. Theo chỉ dẫn của bản đồ, tôi tìm kiếm ở tầng hầm bên dưới sân khấu của nhà hát Shizuoka vừa xây dựng lại và mò mẫm ra được cánh cửa dẫn vào mật thất dưới lòng đất, nhanh chóng tìm thấy cỗ quan tài bằng đồng xanh hoàn tất công việc tại Nhật Bản, hai chúng tôi tập hợp ở Thái Lan. Trước đó, xác chết của Jack đã được chúng tôi chia thành nhiều đợt gửi đến chỗ Ma Cốc, cậu bạn người tộc cổ từng ở chung phòng ký túc xá với Jack. Một lần nữa đi vào rừng sâu vạn độc, tôi và Nguyệt Bính đã khắc hẳn hai năm về trước. Trên đường, không còn nơi nào nguy hiểm với chúng tôi. Tìm thấy quan tài đồng xanh, chúng tôi giáp lại xác của rách, đặt vào trong. Trước khi rời đi, tôi dập đầu chín cây trước nơi Chin đã bỏ mạng cầu phúc cho người chị từ kiếp trước có thể chuyển thế luân hồi đến một gia đình tốt sống cuộc đời hạnh phúc trở về nước chúng tôi tiếp tục nghiền ngẫm tìm kiếm manh mối của cỗ quan tài đồng xanh thứ năm từ những chữ giáp cốt trên tấm áo của yêu Tích he có thể suy đoán rằng nó nằm ở một nơi gọi là Vũ Sơn thời ân thương chữ Vũ và Tuyết trong văn tự giáp cốt là một Vũ Sơn cũng chính là Tuyết Sơn tức núi Du của Hàn Quốc hay núi Trường Bạch của Trung Quốc. Nếu không giải mã được bốn bức vẽ, tìm ra manh mối từ trong đó thì việc tìm kiếm một cỗ quan tài trong dãy núi Trường Bạch chập trùng bát ngát chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng thật đáng buồn, chúng tôi ngày đêm vắt óc suy nghĩ nát nước mà vẫn chưa thể tìm ra bí mật trong bức vẽ. Tôi buồn phiền không để đâu cho hết, công việc hàng ngày của chúng tôi vẫn chỉ là vật vã bên những bức tranh đôi khi bí bách quá, chúng tôi lại rủ nhau đi uống rượu. Đêm 30 Tết, nỗi buồn bực càng chịu nặng, tôi lầm lì uống hết chén này đến chén khác, cho đến khi say ngất ngư, run tay đánh đổ cả chai rượu lên bốn bức tranh đang xếp chồng lên nhau. Thế là bốn bức vẽ thấm nước dính chặt lại với nhau. Chúng tôi hoảng hồn, tỉnh cả rượu, cuống cuồng tìm cách gỡ. Nhưng rồi kinh ngạc nhận ra, bốn bức vẽ bị ướt trồng chéo lên nhau đã tạo thành một tấm bản đồ núi Trường Bạch hoàn chỉnh. Bốn cặp mắt thần thú trồng lên nhau, đánh dấu vị trí của cổ quan tài đồng xanh cuối cùng. Nhìn vào tấm bản đồ, nơi chúng tôi cần tìm kiếm là một đỉnh núi không rõ tên trên bán đảo Triều Tiên. Đi thôi, tôi kích động đến không nói nên lời, tay run run chỉ về phía bắc. Nguyệt Bính đặt hai tay sau gáy, nằm dài xuống giường, giờ đêm giao thừa tàu xe đâu mà đi trước khi chặt củi cần phải mài dao thời tiết này mà lên núi trường bạch không chuẩn bị kỹ càng sẽ thành thịt đông luôn đấy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn